chương 4980, đánh chết hắn. Hơn 2.000 vạn chiến tích, mẹ nó, có ai tin tưởng? Lão giả ngây ra như phóng, vẻ mặt căng thẳng. a à, đây là chuyện gì? Tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái, ngươi chỉ nhìn thoáng qua tính điểm, có cần giật mình như thế không? Chẳng lẽ, phía trên có độc, nếu không, chỉ là chiến tích hít ỏi cần gì ngạc nhiên như vậy? Ách, giá trị chiến tích cao đến nghịch thiên, uy uy uy, không nên nằm mơ nữa, có khả năng hay sao? sướng sờ cái gì mà sướng sờ. Lăng Hàn gõ bàn một cái, vẻ mặt của hắn không kiên nhẫn. Lão giả này khôi phục tinh thần, hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lăng Hàn. Hơn 2.000 vạn chiến tích giá trị, gia hỏa này lấy được thế nào? Hắn có thể khẳng định, cho dù là thế hệ hoàng kim, giá trị chiến tích tới hiện tại cũng chủ là 100 vạn, chỉ bằng số lẻ của Lăng Hàn mà thôi. Cho nên, một vô danh tiểu tốt đánh bại thế hệ hoàng kim, hơn nữa còn là nghiền ép, hắn sẽ tin tưởng nhưng mà đây chính là tính điểm do đế tộc liên minh phát ra không thể giả được tiểu tử này dùng thủ đoạn gì có thể cải biến điểm số hay là tiểu tử này vận khí nghịch thiên nhặt được tính điểm của cường giả tuyệt thế về phần khả năng nào phát sinh hắn không biết cũng không thèm để ý chỉ cần hắn đoán là đủ nói tóm lại hai ngàn vạn này không có khả năng là do lăng hàn đánh ra hắn có thể khẳng định điểm này hắn tươi cười đây là thời điểm hắn phát tài hắn thu liếm nụ cười lão giả làm ra dáng vẻ giận dữ quát to tốt cho tên tiểu tử ngươi dám trộm tính điểm của người khác ngươi có biết đây là tội lớn không cái gì trộm mọi người nhìn nhau bọn họ giật mình khẳng định tính điểm có trị số rất cao hoàn toàn không xứng đôi với thực lực của lăng hàn cho nên lão giả mới có thể ứng sờ lăng hàn lòng dạ biết rõ thản nhiên nói tiếp đi có phải ngươi muốn nói sẽ giữ lại tính điểm của ta nhiệm tình ta vi phạm lần đầu bỏ qua cho ta một lần tha cho ngươi ha ha người nằm mơ đi, lão giả uy nghiêm đáng sợ nói, hắn là bùi khoát, thuộc về xích hồng đế tộc, đương nhiên, hắn chỉ là dâu riêng trong tộc, nếu không cũng không luân lạc đến mức tới chỗ này làm hối đoái. Nhưng mà, hắn đen ăn đen, ai dám nói cái gì? Hơn hai ngàn vạn chiến tích đấy, hắn có thể đổi được rất nhiều bảo vật. Lăng Hàn cười một tiếng, người còn đen hơn ta dự kiến, chẳng những muốn đoạt chiến tích của hắn, thậm chí còn làm hắn bị hình phạt. Ha ha, cho rằng hắn dễ khi dễ vệ binh, vệ binh, bùi khoát lớn tiếng kêu lên, mặc dù hắn chỉ là cao thủ chân ngã cảnh cấp nhưng đường đường đế tộc, nào có đạo lý tự mình động thủ, như vậy sẽ làm mất thân phận của hắn. Rất nhanh, hai tên vệ binh đi vào, đều là sinh đan cảnh. Bắt ác tặc này lại, đưa đi chị An Phủ, bùi khoát chỉ vào lăng hàn, hai tên vệ binh lập tức cầm trường mâu nhắm ngay lăng hàn. Làm vệ binh, đãi ngộ của bọn họ không tệ, hai thanh trường mâu này đều là pháp khí, bọn họ điều khiển và mũi thương phát sáng chỉ cần lăng hàn hơi chống cự thì bọn họ sẽ đả kích vô tình lăng hàn lắc đầu cười nói vì cái gì ta không cảm thấy ngoài ý muốn một chút nào ngoan ngoãn đi theo chúng ta tránh ăn đau khổ thậm chí còn mất mạng một tên vệ binh nói lăng hàn xuất thủ hắn bắt lấy hai tên vệ binh lớn mật hai tên vệ binh không chút do dự phát động pháp khí xèo xèo hai tia sáng bắn vào lăng hàn nhưng mà ánh sáng xanh đánh trước người lăng hàn đều vỡ nát mà Lăng Hàn lại nắm hai tên vệ binh ném bay ra ngoài. Hai tên vệ binh bay đi và không bỏ dậy nổi. T. Tất cả mọi người giật mình, vốn cho rằng Lăng Hàn bề ngoài xấu xí, hẳn là một vô danh tiểu tốt, không ai nghĩ tới thực lực của hắn mạnh như vậy, có thể đùa giỡn sinh đan cảnh trong lòng bàn tay. Đây là sinh đan cảnh cao dai, hay là chân ngã cảnh? Nếu như là chân ngã cảnh, hắn có tư cách xưng là cao thủ. Bùi khoát cũng kinh ngạc, không nghĩ tới thực lực Lăng Hàn hơn xa dự đoán của hắn. Trong lòng của hắn mơ hồ sinh ra một ý niệm, chẳng lẽ chiến tích là Lăng Hàn đánh ra? Nhưng hắn nghĩ tới đây lại lắc đầu, không có khả năng, ngay cả thế hệ Hoàng Kim cũng chỉ đạt hơn 100 vạn chiến tích, Lăng Hàn dựa vào cái gì vượt qua thế hệ Hoàng Kim? Còn có vương pháp sao? Còn có đạo lý sao? Hừ, khó trách dám ngông cuồng như thế, thì ra có chút thực lực. Bùi Khoát cười lạnh và bắt lấy Lăng Hàn, hắn buồn bực, chính mình chính là người đế tộc, hiện tại lại hạ thân phận ra tay với hạng tôm cá nhãi nhép ba một tiếng giòn tan vang lên gương mặt bùi khoát đã trúng một tát a à, tình huống như thế nào tất cả mọi người ngây người lăng hàn xuất thủ lúc nào ai thấy được bùi khoát cũng rất mơ hồ hắn nhìn lăng hàn một chút sau đó thẹn quá hóa giận hắn lại công kích lần nữa ba lại một cái tát rất vang dội khốn kiếp lại tát một cái mọi người nhìn về phía bùi khoát chỉ thấy hai má của hắn sưng lên rất to trong xanh có tím trong tím có đen dường như đang tụ huyết có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Bọn họ lại nhìn về phía Lăng Hàn, ánh mắt đã khác biệt. Liền đánh hai cái bạt tai, nói rõ thực lực Lăng Hàn hơn xa bùi khoát. Cần phải biết rằng, bùi khoát chính là chân ngã cảnh A. Có thể đùa giỡn chân ngã cảnh trong lòng bàn tay, đó là tu vi gì? Ngươi, ngươi thật to gan, bùi khoát đã sắp khóc, nhưng hắn là đế tộc, hơn nữa tuổi rất cao, hiện tại bị người ta đánh như thế, hắn còn mặt mũi hay sao? Ha ha, Ngươi cũng biết ủy khuất, lăng hàn cười lạnh, ba ba ba, hắn bạt tai liên tục. Vậy ngươi muốn chiếm đồ của ta, thậm chí thời điểm ngươi muốn giam ta vào trong mục, tại sao ngươi không suy nghĩ hậu quả? Chỉ có thể là ngươi hại người khác, không cho phép người khác phản kháng. Đây là ý gì? Ba ba ba, lăng hàn không ngừng tát, bùi khoát bị tát mũi miệng đổ máu, rất nhanh, răng cũng bị đánh bay, gương mặt bị đánh nát lộ lộ ra xương trắng, hai mắt như sắp rơi ra. Thật thê thảm, lăng hàn không đồng tình chút nào, khốn kiếp nếu không phải thực lực của hắn mạnh không những bị mất đồ còn bị vu oan ai đồng tình với hắn tự gây nhiệt không thể sống nếu ngươi không biết xấu hổ ta sẽ đánh tiếp mọi người hít khí lạnh chuyện đã phát triển tới mức này bọn họ còn không hiểu sao đại khái bùi khoát thấy công tích của lăng hàn cao lại nghĩ lầm hắn không có thực lực và bối cảnh liền nghĩ cướp mất khoản công tích này kết quả hắn đã phải tấm sắt nghĩ tới đây mọi người có chung mối thù bởi vì chuyện như vậy cũng sẽ xảy ra trên người của mình đánh chết hắn, không biết là ai kêu lên, điều này cũng làm mọi người cộng minh. chương 4981, đánh ngã toàn bộ. Đúng lúc này, người đế tộc tới, người bùi ra xảy ra chuyện, người tới cũng là xích hồng đế tộc. Dừng tay, người tới là một nam tử trung niên, nhưng thực lực còn mạnh hơn bùi khoát rất nhiều. Hắn là hóa linh cảnh, đủ rồi, lăng hàn lại làm như không nghe, hắn không ngừng tát. Ta bảo ngươi dừng tay, nam tử trung niên cảm thấy mất mặt, nhưng hắn là hóa linh chân quân hơn nữa xuất thân đế tộc tự mang hào quang chạy tới thánh địa cũng được đối đãi như khách quý có ai dám bỏ qua hắn hiện tại hắn đã mở miệng còn có người không nghe lăng hàn vẫn không để ý tới tiếp tục đánh nam tử trung niên nhịn không được hắn trực tiếp xuất thủ tấn công lăng hàn ba một tiếng vang tan rất rõ ràng là âm thanh tát vào mặt quen thuộc nhưng lần này lăng hàn không phải đánh bùi khoát mà là nam tử trung niên kia tình huống như thế nào mọi người kinh ngạc đến ngây người muốn nói bùi khoát hắn chỉ là chân ngã cảnh mặc dù có thể gọi là cao thủ nhưng ở chân ngã cảnh còn có nhiều cảnh giới nhưng mà hóa linh chân quân cũng bị lăng hàn tát cái này trên hóa linh đúng là còn có giáo chủ tôn giả thánh nhân không tính đại đế vào một thời đại chỉ có thể xuất hiện một người thống kê không có ý nghĩa cho nên lăng hàn phải có tu vi giáo tôn thánh làm sao có thể hắn quá trẻ tuổi hơn nữa bề ngoài xấu xí nào có thiên tài như thế. Nhưng sự thật thắng hùng biện, Lăng Hàn hiện tại trái phải đều tát, tay trái đánh bùi khoát, tay phải tát nam tử, đều không chậm trễ. Lần này, mặt mũi của bùi ra bị đánh không còn. Qua một lúc sau, người bùi ra lại đến. Lần này xuất động cao thủ giáo chủ, đó là lão đầu khoảng 50 tuổi, trên người mặc áo bào trắng, mỗi một sợi tóc được trải vuốt chỉnh tề. Bùi quang trần, có người thấp giọng nói, nói ra thân phận của người này. T, Bùi Quang Trần quấy phong vân mấy vạn năm trước. Ta nhớ rồi, khi đó có người tên là Bùi Quang Trần liên tiếp phiêu chiến tất cả đạo tử của Thánh Địa, chưa bại một lần, về sau bị tôn giả bảy Thánh Địa liên thủ truy sát mới lộ ra thân phận đế tử của hắn. Đế tử đời trước của Bùi Gia, mọi người bàn luận với nhau, tất cả đều sợ hãi. Đế tộc đã dọa người, huống chi còn là đế tử. Lăng Hàn kinh ngạc, đế tử tuổi tác lớn chỉ là giáo chủ. Hắn lập tức bật cười, nếu mỗi đế tử đều có thể xông lên tôn giả thậm chí thánh nhân khi đó đế tộc sẽ cường đại đến không có thiên lý trên thực tế đế tử cũng rất khó đạt tới thánh cấp cần tích lũy nhiều đời nếu không thánh nhân có thể sống trăm vạn năm nhiều đời đế tử không ngừng thành thánh số lượng thánh nhân mỗi đế tộc sẽ kinh người cỡ nào giáo chủ còn hơi yếu nhưng cũng có thể bùi quang trần lạnh lùng nhìn lăng hàn ánh mắt mang theo sát ý nhục nhã đế tộc như thế bất kể như thế nào lăng hàn cũng phải chết hơn nữa, hình tượng đế tộc không ngừng bị bôi đen, huống chi, nếu việc này truyền đi sẽ làm ảnh hưởng hình tượng của đế tộc liên minh. Còn có ai sẽ ra sức chiến đấu? Người xem, chẳng những chiến tích bị người ta tham ô, bản thân còn bị đánh giết. Cho nên, chuyện này phải đẩy trách nhiệm lên người lăng hàn, cắn chết hắn là tiểu nhân ăn trộm. Quỳ xuống, bùi quang trần lạnh lùng nói, làm đế tử tiền nhiệm, hắn đương nhiên bất phàm, đã sớm đạt tới cửu tinh, mà chiến lực hơn xa đạo tử. Hắn tràn ngập tự tim, tự mình ra tay lang hàn phải cúi đầu thần phục lang hàn cười nhạt một tiếng đây chính là thái độ của bùi gia hay là đế tộc liên minh người của các người muốn tham ô chiến tích của ta không thể thoại nguyện cho nên các ngươi liên tục giúp hắn ha ha dạng hành vi này thật sự không biết xấu hổ không nỡ bỏ bảo vật cũng không cần giả mù sa mưa làm ra cái tính điểm này mất mặt xấu hổ hắn nói lời này làm nhiều người gật đầu ngay từ đầu bọn họ không rõ chân tướng nhưng bây giờ bọn họ đều đứng bên phía lăng hàn cảm động lây có ít người không chê chuyện lớn đã mở ra liên tiếp khi tiến hành tinh võng trực tiếp trong lúc nhất thời số người chú ý lập tức tăng vọt thật nhiều người lên tinh võng kháng nghị lên tiếng ủng hộ lăng hàn chuyện như như vậy đặt lên người của ai ai mà không giận dữ đương nhiên cũng có chút người hiếu kỳ thân phận của lăng hàn gia hỏa này là ai bề ngoài xấu xí nhưng thực lực rất mạnh mạnh hơn cũng không có khả năng ngang hàng đế tử mặc dù thiên phú của bùi quang trần không bằng các đế tử đương đại nhưng khẳng định đã sớm tu hành đạt tới cửu tinh đạo tử cùng giai không phải đối thủ của hắn lấy mạng sao mọi người đều cho rằng con đường lăng hàn phản kháng sẽ dừng ở đây cao tầng đế tộc nhìn chằm chằm vào việc này bọn họ rất buồn bực tại sao người phía dưới không đáng tin cậy như thế nhưng chuyện cho tới bây giờ còn có thể làm sao quang trần xử quyết kẻ kia không được cho hắn nói cái gì nữa hiện tại toàn bộ tinh võng đang chú ý có đại nhân vật dùng thần thức truyền âm ra lệnh cho bùi quang trần bùi quang trần gật đầu hắn cười lạnh đối địch với đế tộc thật không biết ngươi lấy dũng khí từ đâu ra hắn xuất thủ tấn công lăng hàn ba một quyền mà thôi bùi quang trần bị đánh nằm sắp trên mặt đất tứ chi không ngừng co quắp thực lực mạnh đương nhiên dũng khí đủ lăng hàn từ tốn nói hắn bày ra tư thế trang bức nhưng mà hắn cho thấy thực lực tuyệt đối có ai cho rằng hắn trang bức chứ chỉ có bội phục chơi ạ à đế tử tiền nhiệm bị một quyền đánh ngã, thực lực nghịch thiên rồi. Lăng Hàn đưa chân dẫm lên đầu bùi quang trần, thản nhiên nói. Sau đó phái ra ai đến, tôn giả sao, không có người đáp lại. Chuyện bây giờ càng náo càng lớn, toàn bộ tinh không đờ nát chú ý, còn muốn phái ra tôn giả, khi đó thiên hạ sẽ đại loạn. Nếu như bùi quang trần có thể xử lý Lăng Hàn, nói rõ thực lực Lăng Hàn chỉ như thế, hắn có thể đạt được chiến tích như vậy sao? Nhưng mà, ngay cả bùi quang trần cũng bị đánh ngã, thực lực Lăng Hàn đã được chứng minh hoàn toàn. Thực lực như vậy, còn không xứng với chiến tích cao. Đế tộc các người ức hiếp người ta sao? Chỉ một lúc sau, bùi ra phái tới một lão tôn giả, nhưng cũng không có xuất thủ, hắn khách khí xin lỗi Lăng Hàn, hứa hẹn sẽ nghiêm trị bùi khoát. Lăng Hàn cười một tiếng, rất sung sướng thả người. Hắn không có khả năng thực sự giết người, nếu không sẽ cho đế tộc lý do xuất động tôn giả thậm chí thánh nhân tới giết hắn. Hiện tại người trong thiên hạ đều đứng về phía hắn, đế tộc cũng phải cố kìm miệng lưỡi nhiều người. Dù sao, thánh nhân cần tín ngưỡng lực, thất tín với thiên hạ, ai tín ngưỡng đế tộc. Tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, lão tôn giả bùi ra còn mang tới một phần tiên khí bát tinh, tự tay giao cho Lăng Hàn, cũng không cần chờ thêm mấy ngày. Thời điểm tiếp xúc với Lăng Hàn, hắn còn lấy thần thức dò xét Lăng Hàn. chương 4982, bảo vệ, Lăng Hàn quá mạnh, mạnh đến mức biến mức, cho nên, lão tôn giả bùi ra tự nhiên hoài nghi thân phận của hắn, cho rằng có thể là lăng hàn ngụy trang. Nếu như xác nhận là lăng hàn, bọn họ sẽ lặng lẽ ra tay, cũng mang lăng hàn đi, sau khi tra hỏi bí mật sẽ xử quyết. Nhưng có diễn hồn thuật bảo vệ, tôn giả không nhìn ra chút mánh khóe gì. Lăng hàn cầm tiên khí, lập tức rời đi, hắn đã ba lần thay đổi tướng mạo, lấy quỷ ảnh bộ và tinh bộ Nazi, cuối cùng còn dùng ra hư không thú che đậy. Như thế, nếu bị người ta để mắt tới thì hắn cũng sẽ biết. Trong trường hợp công khai, hắn không có khả năng xảy ra chuyện, bởi vì một khi xảy ra chuyện tự nhiên sẽ tính lên đầu của đế tộc sẽ tạo thành đả kích sĩ khí với chiến sự lại là một phần tiên khí cửu tinh lăng hàn tươi cười thứ này sẽ giúp hầu ca đắp nặn ra tứ cực trụ mạnh nhất đương nhiên cần phải luyện thành cửu hoàng thập diệp đan việc này với hắn chỉ là chuyện nhỏ hiện tại thật nhiều người đều đang nghị luận hắn đó là ai có tu vi gì ta đoán vô cùng có thể là một vị tôn giả ân nếu không hắn làm sao có thể dùng một chiêu chế trụ bùi quang trần. Người ta vốn định khiêm tốn, không nghĩ tới bị tiểu nhân vật khi dễ. Ha ha, chuyện này nói với mọi người, tuyệt đối không nên coi thường tiểu nhân vật, nói không chừng người ta đang trang bức. Tạm thời vẫn chưa ai hoài nghi là Lăng Hàn ngụy trang. Chuyện này đương nhiên càng làm Lăng Hàn khó chịu với đế tộc, nhưng hắn lập tức ném việc này sang một bên, trước tiên phải luyện thành cửu hoàng thập diệp đan, sau đó giao cho hầu ca, trợ giúp hắn tu hành cảnh giới hoàn mỹ. Đợi mấy ngày sau, âm hồn đột kích lần nữa. Lăng Hàn đi lên không hạm thường ngày, sau đó nhìn thấy ba người lưu tinh, phong hưng vượng, cốc thái hoa. Đại nhân, sau khi nhìn thấy Lăng Hàn, bọn họ cung kính hành lễ. Lăng Hàn gật đầu, hắn đi đầu lên thuyền, ba người lưu tinh vội vàng theo sau, dùng tư thái của tôi tớ. Hôm nay, không hạm chứa đầy như cũ, có lão nhân sống sót trong mấy lần trước, cũng có người mới gia nhập, bọn họ không biết chiến đấu tàn khốc, hiện tại đang nghị luận sôi nổi. Đám thái điểu, các người không nên quá hưng phấn, chờ sau khi lên chiến trường, các người sẽ phát hiện chỗ đó tàn khốc cỡ nào. Có lão nhân nói, những người mới đương nhiên không phục, bọn họ huyết khí phương cương, trẻ tuổi nóng tính, tràn đầy tự tin. Nhưng nghe các lão nhân nói tới quá trình chiến đấu cụ thể, những ngày người mới đều rung động, có chút thậm chí đã sợ hãi. Mấy lần chiến đấu, bốn không hạm đầy người, hiện tại chỉ còn lại không đến 50 người. Đây là tàn khốc cỡ nào, nhưng các người học được chân tủy của một người, Đừng nói sống qua ba trận chiến đấu, cho dù ba trăm trận hay ba ngàn trận cũng không đáng kể. Có lão nhân đột nhiên ung dung nói. Cái gì, những người mới đều hiếu kỳ. Lão nhân trước đó chỉ vào lăng hàn. Ây, chính là vị này. Ha 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 ha, tất cả lão nhân đều cười to. Đây là câu nói mát, là đang diễu cợt hành vi lăng hàn chạy trốn. Ba người lưu tinh giận dữ, lại dám nói xấu đại nhân của bọn họ. Nhưng thấy lăng hàn không chút biến sắc, bọn họ áp chế lửa giận. Những người mới cũng không biết rõ, có mấy người hiếu kỳ thỉnh giáo Lăng Hàn. Tất cả mọi người tới vì chỗ tốt, nắm chiến tích, ai muốn chết. Lăng Hàn chưa mở lời, có lão nhân đã nói ra chân tướng. Mấy người mới cảm thấy xấu hổ, dựa vào, thì ra là đào binh, khó trách nói sống qua 300 trận, 3000 trận. Buồn cười là, cấp độ người trên thuyền này quá thấp, đến mức không ai nắm giữ liên tiếp khí tinh võng, nếu không với thanh danh của Lăng Hàn hiện tại, sẽ có người nhận ra hắn đây có thể là một vị tôn giả, các người dám trêu chọc hắn, chán sống hay sao? Lưu tinh nhịn không được, vỗ bàn đứng dậy, tất cả im miệng cho ta. Ha ha ha, những người mới còn lại cười to, bọn họ lại không nhận ra lưu tinh, tự nhiên không sợ. Nhưng có lão nhân nhận ra ba người lưu tinh, mỗi người đều ngậm miệng lại. Ba người này không dễ chọc, mỗi người đều là chút cực cơ. Các ngươi lại cười một chút, thấy Lăng Hàn cũng không có phản đối, Phong Hưng Vượng và Cốc Thái Hoa đều đứng lên, cũng quát những người đang cười. Chúng ta cười là chuyện của chúng ta, có quan hệ gì với các ngươi? Có người mới mạnh miệng, suyệt, bọn họ cũng không dễ chọc, có lão nhân hảo tâm, giới thiệu thân phận ba người lưu tinh một chút. Ba tên này chuyên ăn cướp của trúc cơ cảnh, nhưng lại không xảy ra chuyện gì, từ đó đủ chứng minh vấn đề. Nghe nói công tích vĩ đại của ba người lưu tinh, người mới đều kính sợ. Có lẽ trong bọn họ có người thực lực kiêu ngạo, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cần gì chứ? nhưng tất cả mọi người không rõ vì cái gì ba người lưu tinh lại ra mặt thay lăng hàn chẳng lẽ đây là tiểu đệ bọn họ mới thu thế nhưng mà thu đào binh như thế có ý nghĩa gì liên tiếp không nói chuyện tất cả mọi người im lặng rất nhanh không hạm sắp đến vị trí chỉ định nhưng vào lúc này xảy ra chuyện không tốt có đại âm hồn tới gần chúng ta khai hỏa khai hỏa thuyền viên hoảng sợ quát lớn tất cả mọi người lao ra bong thuyền sau khi nhìn thấy tất cả mọi người hoảng sợ có một âm hồn cao trăm trượng tới gần bọn họ mà trên đường đi còn có một chiếc không hạm bị đánh nổ mảnh vỡ và hài cốt trôi nổi khắp nơi đây là âm hồn giáo chủ Trời ạ à, đại quái tới đây xong đời chúng ta xong đời tất cả mọi người sợ hãi đều nói âm hồn chiến lược không mạnh đó chỉ là tương đối giáo chủ xuất thủ bọn họ sẽ bị toàn diệt không hạm nơi xa bị đánh nổ là chứng cứ rõ ràng nhất khẳng định là đại âm hồn làm thật nhiều người mới sắp khóc chưa xuất sư đã chết chỉ có ba người lưu tinh chấn định, bọn họ đều nhìn về phía Lăng Hàn, vị này kiếm được hai 000 vạn điểm chiến tích, nói không chừng có thể đối phó âm hồn cấp giáo chủ. Lăng Hàn cũng kinh ngạc, tầng tầng bố phòng còn có cá lọt lưới. Trong nháy mắt, đại âm hồn xuất quyền, xong đời, tất cả mọi người nhắm mắt lại, khí thức giáo chủ sôi trào, đây là một kích chí mạng. Bang, một tiếng vang thật lớn, lại không có cảm giác tận thế hàng lâm. Bọn họ mở mắt ra, bọn họ khiếp sợ, đại âm hồn bị đánh chia năm xẻ bảy, có một người thu hồi nắm đấm. Lăng Hàn, trời, trong thời gian ngắn, tất cả mọi người không biết nên kích thích, cảm kích, xấu hổ hay là gì khác, tất cả đều ngây ra như phóng, hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Các người đi dạo chung quanh đi, Lăng Hàn nói với ba người lưu tinh, vâng, đại nhân, tận mắt thấy Lăng Hàn xuất thủ, ba người lưu tinh sùng bái Lăng Hàn tận xương tủy, thời điểm đáp ứng ngay cả lưng cũng thẳng. Tất cả mọi người nhìn thấy, đều vô cùng hối hận chương 4983, phát điên, lăng hàn nhảy ra khỏi không hạp, hắn phát động chỉ xích thiên nhai, tốc độ cực nhanh. Hắn nguyện ý cho ba người lưu tinh một cơ hội, hắn hy vọng mỗi người đều dùng hết sức đối phó âm hồn. Mặc dù chỉ là lực lượng mấy người có hạn, nhưng tất cả người trên đời đều xuất lực, có âm hồn không bị đánh tan hay sao? Quy củ cũ, hắn giết vào nơi sâu nhất và đánh giết. Thực lực lại tăng lên, cho dù không chất biến nhưng chiến lực của Lăng Hàn tăng lên nhiều, giết âm hồn vô cùng nhẹ nhõm. Chủ yếu là trước đó hắn đã tới lục tinh đỉnh phong không đột phá, thiên địa ban thưởng biến thành tăng lên linh hồn, thể phách của hắn, cho nên hắn có lợi ích cực lớn. Hắn dẫn động quy tắc và năng lượng tầng thứ cao cần dùng đến niệm lực. Niệm lực càng mạnh, tốc độ dẫn động quy tắc thì càng nhanh, năng lượng tầng thứ cao càng nhiều, sát thương âm hồn càng lớn. Lăng Hàn không có cố kỵ, hắn phát động Phượng Dực Thiên Tường, hắn xuyên qua âm hồn, đôi cánh mang theo năng lượng hủy diệt, âm hồn nào đụng phải đều chết. Thánh nhân không xuất hiện, hắn không bị ngăn cản tôn giả thì thế nào căn bản đuổi không kịp hắn ngược lại sẽ bị hắn phản kích mà mất mạng không nói lăng hàn lấy sức một mình giải quyết chiến đấu chỉ ít trong điều kiện tiên quyết âm thánh không xuất hiện hắn thực sự giải quyết rất nhiều âm hồn cấp giáo chủ kéo lại một phần ba âm hồn cấp tôn giả công tích như thế quá lớn đáng tiếc không người biết được lăng hàn cũng không thèm để ý hắn làm vậy không phải vì mình vang danh thiên hạ mà là âm hồn xâm lấn quan hệ đến mỗi người hắn không thể không xuất lực Tất cả ưu khuyết điểm nên do đời sau đánh giá, hắn hiện tại chỉ nghĩ sống, sống thật tốt. Một trận chiến này kéo dài nửa tháng, thiên địa ban thưởng rất nhiều, tu vi của Lăng Hàn tăng lên Thất Tinh trung kỳ, dựa vào tốc độ này, bát tinh không xa. Hắn trở lại không hạm lúc này, mỗi người đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn hắn. Đây chính là nhân vật châu bò một kích giết âm hồn cấp giáo chủ. Người mạnh như thế, ai dám bất kính? Phó đạo Tôn Ti, đây là thiết luật, Lăng Hàn cũng không nhiều lời hắn chỉ ngồi trong góc nhắm mắt dưỡng thần ba người lưu tinh đứng sau lưng lăng hàn thái độ cao ngạo và trang nghiêm giống như thủ hộ vương giả không có người nào bảo bọn họ không biết xấu hổ xung xoe trái ngược mỗi người đều hâm mộ có thể đi theo bên cạnh cường giả này đây là chuyện tốt cầu mà không được về sau chỉ cần nói đến chiến dịch hôm nay bọn họ đã từng đi theo sau lưng đại nhân vật nào đó đây chính là một phần vinh quang kỷ vô danh mặc dù vô danh nhưng nhất định vang danh thiên hạ không hạm trở về địa điểm xuất phát, truyền thuyết liên quan tới kỷ vô danh bắt đầu điên cuồng truyền bá, làm cho mọi người rất hâm mộ kỷ vô danh. Đổi thành người khác, người đó sẽ vui vẻ, kỷ vô danh kiêu ngạo cỡ nào, hắn không cho rằng đây là vinh quang. Nhất định là lăng hàn, lấy vô danh làm tên ít đến thương cảm, lại thêm họ kỷ, thực lực mạnh đến nghịch thiên, không phải lăng hàn thì ai mạo danh hắn. Lăng hàn rời khỏi không hạm, lập tức có người tiến lên đón. Thế hệ hoàng kim, từ kiến sơn, kỷ huynh, nghe danh đã lâu, từ kiến sơn mười phần khách khí, hắn chắp tay nói với Lăng Hàn. Người nghe danh ta đã lâu làm gì, tên của ta đều là giả đấy. Lăng Hàn cười nói, ta hiện tại rất nổi danh đúng không? Từ kiến sơn sững sờ, người bây giờ nổi danh không sai, nhưng cũng không đến mức hỏi ra chứ. Hắn xấu hổ nhưng vẫn gật đầu, nói, kỳ huynh hiện tại vang danh thiên hạ, vậy người gặp mặt danh nhân như ta có phải rất vinh hạnh, trái tim nhỏ đập mạnh muốn nhảy ra ngoài. Lăng Hàn lại hỏi, từ kiến Sơn khó hiểu, ta chính là đế tử, còn là thế hệ hoàng kim, ta thời điểm vang danh thiên hạ, người còn chơi bùn ở xó xỉnh nào đó. Ta vinh hạnh cái gì? Tại sao người không biết xấu hổ như thế? Nói người béo thì người thở dài sao? Từ kiến Sơn quyết định không thể đi theo mạch suy nghĩ của Lăng Hàn. Hắn không tiếp đề tài này, nói, Kỳ huynh, không biết người có nghe nói về Lăng Hàn hay không? Đến rồi, Lăng Hàn liền biết mặc dù hắn ngụy trang rất tốt nhưng khẳng định sẽ có đế tộc hoài nghi hắn chính là lăng hàn còn tốt chính là hắn giải quyết bùi quang trần nhưng không thể so sánh với đế tử hiện tại cho nên cũng chỉ bị vài đế tộc hoài nghi mà thôi lăng hàn gật đầu đương nhiên nghe nói người này cũng đánh qua đế tử khó phân cao thấp với ta đều là anh hùng mẹ nó có ai khen mình như thế không sắc mặt từ kiến sơn khó coi sửng sốt một lúc mới nói không biết lăng huynh đến từ phương nào Hải Nguyên Tinh, Bát Phân Sơn, Lăng Hàn nói, sau đó cười một tiếng, ngươi đang tra ngọn nguồn của ta sao? Ha ha, Bạch Vũ đế tộc vô cùng hy vọng có thể đạt được kỳ huynh gia nhập, không biết kỳ huynh có hứng thú hay không? Từ Kiến Sơn phát ra lời mời Lăng Hàn, Lăng Hàn trầm ngâm, Từ Kiến Sơn cho rằng Lăng Hàn đang suy nghĩ, cũng không có thúc giục, chỉ là yên lặng chờ. Từ gia chỉ hoài nghi hắn là Lăng Hàn, cho nên, thu Lăng Hàn dưới sự giám sát của mình, nếu người nọ thật sự là Lăng Hàn, khẳng định sẽ lộ ra chân ngựa, một lát sau, Lăng Hàn cuối cùng mở miệng, người có cảm thấy vinh dự trái tim nhỏ đập mạnh hay không? Từ kiến Sơn sững sờ, khóe miệng của hắn co giật. Hắn cho rằng Lăng Hàn đang tự hỏi có nên gia nhập từ ra hay không, không nghĩ tới người ta suy nghĩ không bình thường. Kỳ huynh, người đang cố ý giả ngo, không nói rõ được sao? Hắn không vui nói, a à, rõ ràng là ngươi không có trả lời vấn đề của ta trước, vì cái gì ta không nói rõ. Lăng Hàn hỏi lại, từ kiến Sơn không phản bác được, đúng là như thế. Sừng sốt một chút về sau, hắn mới nói, đại danh của kỷ huynh, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Trái tim nhỏ, kỳ huynh, thấy lăng hàn còn muốn dây dưa vấn đề này, từ kiến sơn quát lớn, hắn sắp phát điên. Vì cái gì hắn muốn đánh người, nha, lăng hàn lắc đầu, trên mặt mang theo thất vọng, thì ra người không kích động, ai, thật sự làm cho ta thương tâm đấy. Người không nên nói gây hiểu lầm như vậy, từ kiến sơn nắm chặt nắm đấm, hắn có xúc động đánh ra hỏa này một trận. Nhưng mà, đế tộc đạt thành nhận thức chung, xét thấy sự kiện lần trước huyên náo quá lớn, vạn nhất lăng hàn xảy ra chuyện gì thì không hay, từ ý nghĩa nào đó mà nói, hắn thậm chí là lá cờ ổn định quân tâm. Cho nên, từ kiến sơn chỉ có thể nhịn, không hứng thú, lăng hàn lại nói một câu, từ kiến sơn mờ mịt, cái gì không hứng thú, sau đó hắn mới tỉnh ngộ tới, lăng hàn nói không hứng thú là không có ý định gia nhập từ gia. Cho nên, lúc trước là người đang trêu chọc ta sao? Kỳ huynh, Người không suy nghĩ nhiều một chút, hắn nói rất khách khí, nhưng ngữ ngữ lại lạnh lẽo. Đế tộc xưa nay không tiếp nhận không, không người nào dám. Lăng Hàn hiếu kỳ, hỏi ngược lại, ngươi thực sự không có cảm giác tim đập mạnh hay sao? Mẹ nó, từ kiến sơn triệt để phát điên, chương 4984, tên bay không có mắt. Từ kiến sơn lạnh lùng nhìn Lăng Hàn, trong ánh mắt mang theo sát ý. Ta đường đường thế hệ hoàng kim, người đùa dỡn ta sao? Kỳ huynh, người biết phần lớn người chết thế nào không? Hắn nhanh chóng áp chế lửa giận và lãnh đạm hỏi Lăng Hàn. Đần chết, Lăng Hàn cười nói, không phải, là không quản được miệng, tiện chết. Từ Kiến Sơn nói, Lăng Hàn gật đầu, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận miệng của mình, tuổi còn trẻ, không nên vì một ít lời nói mà mất mạng. Cái này, Từ Kiến Sơn tức giận nổi gân xanh lên chán, khốn kiếp, ta đang nói người đấy có biết không? Lăng Hàn ngu ngốc tới mức nghe không hiểu, không có khả năng, đã tu hành tới cấp giáo chủ, thậm chí tôn giả, có người nào đần hay không. Cho nên, đối phương vẫn nhạo báng chính mình, từ kiến sơn áp chế xúc động xuất thủ, lăng hàn hiện tại không xảy ra chuyện gì, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào, đừng nói đế tộc không thể động thủ, cho dù là hắn muốn động thủ với lăng hàn cũng phải cố kỵ. Vì cái gì? Bởi vì một khi lăng hàn xảy ra chuyện, tất cả mọi người sẽ cho rằng là đế tộc làm, khi đó bọn họ vất vả ổn định quân tâm, sĩ khí sẽ lại tan vỡ. Kỳ huynh, người phải biết, thời điểm giao chiến cùng âm hồn, có chút sai lầm sẽ gây ra mạng người." Từ Kiến Sơn ung dung nói, hơn nữa, trên chiến trường tên bay không có mắt, vạn nhất đánh lên người Kỳ huynh, ha ha, vậy cũng không tốt. Đây là một câu uy hiếp trần trụi, mặc dù hắn không nói thẳng chữ nào nhưng ý tứ rất rõ ràng, nếu ngươi không phối hợp, không hợp tác, nào nào đó đang huyết chiến với âm hồn, nói không chừng sẽ bị người mình mộ thương chết đi. Lăng Hàn lạnh lùng nhìn Từ Kiến Sơn, hắn tuyệt đối không tiếp nhận bất cứ uy hiếp nào. Đế tộc thì thế nào? Đế tử bị hắn làm thịt còn ít sao? Ha ha, vậy ngươi cũng cẩn thận, tên bay không có mắt, có khả năng đánh trúng bất cứ ai đấy. Lăng Hàn cười một tiếng, hiển nhiên hắn không có ý bàn luận nữa, Từ Khiến Sơn lạnh lùng vung tay áo và rời đi. Lăng Hàn cũng không có ngăn cản, nếu đối phương uy hiếp muốn xử lý mình trên chiến trường, vậy hắn cũng sẽ ăn miếng trả miếng. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Thời gian lặng lẽ trôi qua, 10 ngày sau, đại quân âm hồn ngóc đầu trở lại. Lăng Hàn lên không hạp, nhưng vừa đi lên lại phát hiện có chút lạ ánh mắt của hắn quét qua hắn biết rõ nguyên nhân từ kiến sơn hắn cũng có mặt ở nơi này vị này chính là đế tử hơn nữa còn là thế hệ hoàng kim tu vi cấp giáo chủ cho nên hắn xuất hiện ở đây có ai không khiếp sợ lang hàn lại rời mắt sang bốn lão giả sau lưng từ kiến sơn bốn người này vẻ mặt cứng đờ như gỗ thân sắc lạnh lùng giống như bọn họ là gỗ điêu khắc tạo thành nhưng mà Lăng Hàn lại từ khí từ mờ mịt trên người của bọn họ nhận ra bốn người này có tu vi giáo chủ, hơn nữa vô cùng khả năng đều là cấp bậc cửu tinh. a à, cũng quá khoa trương, ngang nhiên lấy năm cường giả đến vây giết mình. Những người này lại không biết hắn có thể quét ngang cảnh giới giáo chủ, đừng nói năm giáo chủ, cho dù là 50, 500, ở trước mặt hắn vẫn là con cửu chờ bị giết. Đương nhiên từ kiến sơn cũng nhìn thấy hắn, thản nhiên nói. Kỳ huynh, người có thể suy nghĩ một chút, Lăng Hàn không nói gì, hắn chỉ cười và sát cơ hiện ra. Từ kiến sơn lắc đầu, đáng tiếc, lăng hàn đã chọc đế tộc sinh ra chuyện xấu lớn như thế, khẳng định chỉ có một con đường chết, nhưng lại không thể ngang nhiên hãm hại, cho nên, nếu để cho lăng hàn chết ở trên chiến trường, như vậy sẽ rủ sạch quan hệ với đế tộc, lại có thể cổ vũ sĩ khí, có thể nói là lưỡng toàn kỳ mỹ. Nếu lăng hàn không đáp gia nhập từ gia, như vậy không có gì đáng nói. Đi chết đi, không khí trên thuyền vô cùng khẩn trương, đế tử giá lâm, mặc dù không có nói cái gì, nhưng loại tồn tại này chỉ đứng đó cũng làm cho người ta cảm thấy áp lực. Cuối cùng, thuyền đi một lúc lại tới chiến trường, giết, tất cả mọi người xông ra ngoài, gia nhập chiến đoàn. Lăng Hàn quay đầu nhìn thoáng qua, Từ Kiến Sơn và bốn lão giả không nhúc nhích. Kỳ huynh mời, Từ Kiến Sơn rất khách khí nói, đế tộc thiếu người một cái nhân tình, cho nên, năm người chúng ta sẽ bảo vệ Kỳ huynh, tránh bị âm hồn tổn thương. Ách, Lăng Hàn cũng không hề để ý, nhanh chân đi lên phía trước. Từ Kiến Sơn lập tức đuổi kịp, bốn lão giả sau lưng hắn đi theo như hình với bóng. Không bao lâu, Lăng Hàn đã đi tới chiến trường cấp giáo chủ giết chóc, nhưng hắn cũng không dừng lại mà tiến lên. Việc này càng làm năm người Từ Kiến Sơn sững sờ, a, à, người còn không ngừng tiến ngừng tiến lên, lại tiến lên phía trước chính là chiến trường cấp tôn giả, cho dù bọn họ tiến lên, không cẩn thận bị tên lạc bắn trúng, khi đó có chết cũng không biết kêu ai. Bọn họ lập tức kịp phản ứng, Lăng Hàn khẳng định sợ bị bọn họ vây giết cho nên bí quá hóa liều, muốn lấy phương thức như vậy để bọn họ biết khó mà lui. Đuổi theo, từ kiến sơn chỉ do dự một chút, lúc này lập tức phát tay. Bọn họ chỉ cần cẩn thận một chút, khẳng định sẽ không có việc gì. Năm người cẩn thận tiến lên phía trước, ba động của cấp tôn giả bao phủ khắp nơi, bọn họ nơm nắp lo sợ. Nguy hiểm, quá nguy hiểm, Lăng Hàn cảm thấy cực kỳ dễ dàng, hắn đã đi qua nơi này rất nhiều lần, hơn nữa với thực lực của hắn, cho dù thật bị ba động cấp tôn giả quét chúng cũng có thể hóa giải hoàn toàn một lúc sau hắn đi ra khỏi khu vực này phía sau năm người từ kiến sơn đều thở ra chỉ cảm thấy trên lưng ẩm ướt thì ra trong vô hình bọn họ đã đổ mồ hôi lạnh nhiều như thế có thể trong nháy mắt sau đó bọn họ đã khẩn trương hơn bởi vì nơi này cũng quá xâm nhập địa bàn âm hồn còn nhiều âm hồn cấp tôn giả giáo chủ cho dù dừng lại ở đây một giây cũng rất nguy hiểm nhưng mà lăng hàn hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội do dự hắn nhanh chân tiến lên ghê tởm đuổi theo nhất định không thể cho hắn còn sống quay về từ kiến sơn cắn răng nói đánh giết lăng hàn đây là nhiệm vụ từ gia nhận lấy đường đường đế tộc muốn giết tiểu nhân vật cũng làm không xong như vậy sẽ mất mặt cỡ nào lại nói lăng hàn không phải đang ở phía trước sau khẳng định hắn sẽ gặp âm hồn cường đại chỉ cần xác nhận lăng hàn chết đi bọn họ có thể lập tức quay người đào tẩu oanh 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 âm hồn sung kích lăng hàn vung quyền chiến đấu tốc độ tiến lên lập tức chậm lại đuổi kịp hắn mau chóng giải quyết chiến đấu từ kiến sơn nói không thể kéo dài được nữa không thì bọn họ có khả năng gặp nguy hiểm bốn tên lão giả đều gật đầu năm người ra tốc đuổi theo lăng hàn lúc này lăng hàn không có tiếp tục tiến lên mà là xoay người lại lạnh lùng nhìn năm người từ kiến sơn không thể không nói đảm lượng của ngươi thật kinh người vì bỏ rơi chúng ta Ngươi lại dám tới nơi đây." Từ Kiến Sơn từ tốn nói, cùng lúc đó, bốn tên lão giả đều đã tản ra vây quanh Lăng Hàn. Lăng Hàn cười, vì cái gì không phải là ta muốn giết các ngươi, cố ý dẫn các ngươi tới nơi này. Chương 4985, giết ngược. Từ Kiến Sơn sững sờ, sau đó cười ha ha. Hắn lắc đầu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là tôn giả sao? Nếu không phải tôn giả, ngươi dựa vào cái gì phách lối như vậy? Bọn họ có 5 người mỗi người đều là giáo chủ cửu tinh, hơn nữa hắn còn là thế hệ hoàng kim, có thể nói, lấy hắn cầm đầu, bốn đại giáo chủ làm phụ, chiến lực như vậy tuyệt đối có thể nói đủ nghiền ép cấp giáo chủ, đơn thương độc mã, ai có thể so sánh với hắn. Lăng Hàn đưa bọn họ vào bẫy, nói giỡn, một con cừu đặt bẫy sư tử, làm sao có thể trở thành đối thủ của sư tử. Chết đi, hắn hét lớn một tiếng và giết tới gần Lăng Hàn, chậm sợ sinh biến, dù sao nơi này âm hồn quá nhiều bốn lão giáo chủ cũng không có bất kỳ do dự gì lập tức đi theo đường đường thế hệ hoàng kim còn cần lấy nhiều khi ít lăng hàn cười nói hắn vừa hoạt động tay chân và lui về phía sau hừ ai có rảnh lãng phí thời gian trên thân ngươi từ kiến sơn cười lạnh không chúng phép khích tướng của lăng hàn nhưng mà lăng hàn lui lại lúc này có vô số âm hồn lao lên từ đó năm người từ kiến sơn bị lâm vào vùng vây trùng điệp đương nhiên lăng hàn cũng như thế hắn đối mặt với quá nhiều âm hồn cút đi, từ kiến sơn quát to, hắn xuất ra từng quyền đáng sợ thắp sáng tinh không tối tăm. Không hổ là thế hệ hoàng kim, hắn vận dụng quy tắc rất thích hợp đối phó âm hồn. Tôn giả không ra, ai dám tranh phong, hắn tấn công rất mạnh, cũng rút ngắn khoảng cách với lăng hàn. Muốn dùng âm hồn kiềm chế chúng ta, ha ha, không thể không nói lá gan của ngươi rất lớn, nhưng trước thực lực tuyệt đối, ngươi làm thế không có chút ý nghĩa nào. Âm hồn ngăn cản được hắn sao, hoàn toàn không có khả năng. Một bên khác, bốn lão giáo chủ có thực lực hơi kém hơn nhưng dù sao cũng là đế tộc chiến lực vượt xa giáo chủ cửu tinh bình thường đồng thời giết tới cũng bảo trì xu thế vây đánh bọn họ dần dần thu nhỏ vòng vây mắt thấy lang hàn đã trở thành cá trong chậu kỳ vô danh người hối hận sao từ kiến sơn hỏi lang hàn cười nói ta không phải kỳ vô danh từ kiến sơn cũng có thể đoán được dù sao lấy vô danh làm tên hiển nhiên đối phương cố ý chẳng cần biết ngươi là ai hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết Hắn giết tới gần, một trường đánh vào mặt của Lăng Hàn, 16 đạo quy tắc hóa thành phong mang, đan xen năng lượng tầng thứ cao, muốn một kích chém Lăng Hàn thành hai nửa. Cùng một thời gian, bốn lão giáo chủ cũng phát động công kích Lăng Lệ, hoàn toàn không cho phép Lăng Hàn đột phá từ góc độ nào. Nhưng mà, Lăng Hàn sẽ nghĩ phá vây sao? Hắn vùng đấm đánh ra bốn quyền liên tiếp, phân biệt đánh vào bốn lão giáo chủ. Bang, 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 mỗi một quyền đều đánh nổ một lão giáo chủ, bọn chúng hóa thành mưa máu đầy trời năng lượng khổng lồ nổ tung chôn vùi âm hồn khắp bốn phía. Khốn kiếp, tư Kiến Sơn dừng công kích, trong mắt của hắn phủ kín sợ hãi, thậm chí thân thể đang run rẩy. Bốn lão giáo chủ bị bốn quyền đánh chết, làm sao có thể? Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, bởi vì việc này vượt xa sức thừa nhận của hắn. Nếu như hắn xuất thủ, hắn thật sự có thể đánh bại bốn lão giáo chủ, nhưng tuyệt đối không phải chuyện mấy chiêu, càng không có khả năng nhiều sát. T, tranh lệch thực lực to lớn cỡ nào? Ngươi là ai? nếu không phải có tôn giả xác nhận lăng hàn là giáo chủ hắn sẽ hoài nghi đối phương là tôn giả lăng hàn nhoẻn miệng cười không phải ngươi không thèm quan tâm sao từ kiến sơn cắn răng thực lực của ngươi mạnh như vậy tuyệt đối không phải hạng người vô danh ngươi xem ngươi đi vừa rồi ta muốn lộ thân phận nhưng ngươi cự tuyệt hiện tại lại tới hỏi ta ngươi nói ngươi tiện hay không tiện lăng hàn hỏi ngươi là lăng hàn linh quang xuất hiện trong mắt từ kiến sơn hắn giật mình nói ra một cái tên trừ thực lực không nói miệng độc như vậy trừ lăng hàn thì không có người khác lăng hàn cảm thấy thất vọng vì cái gì thân phận của hắn dễ đoán như thế tại sao dễ bại lộ như thế hắn thì thào ách chỉ có một mình từ kiến sơn hắn giết người diệt khẩu là được khi đó dùng thân phận kỷ vô danh tiếp tục giết âm hồn kiếm chiến tích lăng hàn người thật to gan lớn mật từ kiến sơn nói toàn bộ thiên hạ đều đang tìm ngươi ngươi lại nghênh ngang chạy tới đây lăng hàn khoát khoát tay thuận tiện xuất ra một quyền giết rất nhiều âm hồn sai 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 dung không được ta chỉ có những đế tộc các ngươi mà thôi các ngươi không thể đại biểu người trong thiên hạ từ kiến sơn cũng là tiện tay vung đánh oanh diệt mảng lớn âm hồn ánh mắt của hắn lấp lóe đánh hắn khẳng định không phải là đối thủ của lăng hàn cho nên tuyệt đối không thể ngạnh kháng nhưng nói đến tốc độ lăng hàn nắm giữ phượng dực thiên tường trong tình huống cảnh giới tương đối người trong thiên hạ sẽ nhanh hơn hắn sao hơn nữa, hoàn cảnh nơi này đã nửa âm phủ hóa, hắn không cách nào liên hệ với người trong tộc, muốn gọi trợ giúp là không thể nào. Cho nên hắn nhất định phải chạy trở về, chạy đến nơi có tín hiệu mới thôi. Chỉ cần tôn giả vừa đến, khi đó đến lượt lăng hàn sẽ chạy trốn vì mạng sống. Hắn không do dự nữa, lập tức quay người, trong nội tâm cảm thấy khuất nhục. Thế hệ Hoàng Kim là danh từ vô địch cùng dai, chỉ có hắn khinh thường người khác, hắn đã bao giờ chạy chối chết như hiện tại. Nhưng mà, bóng người lóe lên, trước mặt hắn xuất hiện một người hỏa diếm hỗn loạn trên người tỏa ra chiến ý và sát khí ngập trời lăng hàn phượng dực thiên tường tốc độ nhanh nhất thiên hạ từ kiến sơn quát một tiếng hắn vội vàng xuất quyền công kích tấn công lăng hàn hắn biết rõ lần này chạy trốn gian nan cho nên hắn cũng chuẩn bị tâm lý huyết chiến khi cần thiết có thể đánh đổi một số thứ lăng hàn mỉm cười hắn xuất quyền tấn công từ kiến sơn một quyền này quá nhanh bành từ kiến sơn bị đánh bay ra ngoài vô số âm hồn nhân cơ hội nhào tới muốn cướp đoạt nhục thể của hắn. Cút đi, từ kiến sơn hét lớn một tiếng, toàn thân tỏa ra kiếm quang hừng hực, cũng đánh bay tất cả âm hồn chung quanh. Phốc, hắn lại phun máu tươi tung tóe, dáng vẻ thê thảm tới cực điểm. Chủ yếu vì một quyền của lăng hàn quá bá đạo, trực tiếp làm tổn thương ngũ tạng lục phủ của hắn, từ đó làm hắn tổn thương nặng nề, cho nên thương thế của hắn tăng mạnh. Hắn chính là thế hệ hoàng kim, tu luyện thể phách rất mạnh, bằng không hắn đã chết ngay lập tức không nói hai lời từ kiến sơn lập tức bỏ chạy bóng người lóe lên trước mặt hắn xuất hiện thêm một người tự nhiên chính là lăng hàn còn chạy sao lăng hàn cười nói từ kiến sơn cắn răng ánh mắt hỗn loạn hắn biết rõ tốc độ phượng rực thiên tường cực nhanh nhưng không có tự mình trải nghiệm qua nên hắn không biết thân pháp này kinh người cỡ nào quả thật làm người ta cảm thấy tuyệt vọng lăng hàn hắn quát to cũng không biết nên nói cái gì cầu xin tha thứ đó là chuyện không thể nào hắn tới giết lăng hàn trông cậy vào Lăng Hàn lấy ơn báo oán. Không biết kẻ này đã giết bao nhiêu đế tử sao, hắn không muốn chết chút nào, nhưng hắn nên làm sao bây giờ? Chương 4986, Thánh cốt, có phải rất hối hận hay không? lang Hàn cười nói, "Hừ, ngươi muốn cầu xin ta tha thứ sao?" Từ Kiến Sơn cười lạnh, "Chuyện không thể nào, đế tộc không có người nhát gan hèn yếu." lang Hàn lắc đầu, "Không nên mạnh miệng, ánh mắt của ngươi đã bán đứng ngươi." Từ Kiến Sơn hét lớn một tiếng, hắn bắt đầu trốn chết chỉ cần có thể chạy trốn tới nơi có tín hiệu chỗ hắn có thể bắt tín hiệu với gia tộc mà tôn giả chạy tới đây tiếp viện chỉ trong nháy mắt cho nên hắn nhất định không thể nhụt trí chỉ cần không chết thì hắn còn hy vọng nhưng trước mặt lăng hàn hắn có chơi đùa thế nào cũng uổng công mỗi một lần phá vây lăng hàn luôn có thể xuất hiện trước tiên ở trước mặt của hắn cũng dùng một quyền đánh hắn lùi lại hắn vọt lên mấy chục lần lại hoảng sợ phát hiện mình chỉ đi chung quanh mà thôi cái này đến lúc này hắn đã tuyệt vọng, thực lực chênh lệch quá lớn, tốc độ hoàn toàn rơi lại phía sau một cấp độ, phải làm như thế nào mới có thể chạy thoát. Từ kiến sơn gào thét, oanh, đế huyết sôi trào. Hắn thực sự liều mạng, cho dù có chết, hắn cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt. Lăng Hàn gật đầu, xem ngươi có giác ngộ như thế, ta sẽ cho ngươi được thoải mái. Oanh, một quyền đánh ra, năng lượng hủy diệt sôi trào. Không có chút gì đáng suy nghĩ, từ kiến sơn bị đánh bay ra ngoài, nhưng vượt quá lăng hàn dự kiến chính là từ kiến sơn không có tan thành mưa máu không phải lăng hàn bạo lực mà là quyền lực của hắn quá bá đạo rất khó thu lực kịp thời nhưng nhìn từ kiến sơn mặc dù toàn thân đều phun máu nhưng hắn không có chết chuyện này rất kinh người bị năng lượng hủy diệt đánh chúng cho dù là thế tử phù cũng không cách nào phát huy hiệu quả chiến lực của lăng hàn hoàn toàn nghiền áp từ kiến sơn vì cái gì hắn nhưng không có chết a à, lăng hàn nhìn ngực của từ kiến sơn nơi đó máu thịt be bét lộ ra xương trắng, nhưng 24 cái xương sườn đều tỏa ra ánh sáng bạc, có một loại uy nghiêm khó nói thành lời. Thánh cốt, hắn giật mình, khó trách từ kiến sơn không có bị hắn đánh giết, thì ra xương cốt của hắn là thánh cấp. Không đúng, không phải xương cốt của hắn đạt đến thánh cấp, mà là nắm giữ một tia quy tắc thánh cấp, nhưng bởi vì thánh cấp quá cường đại, cho dù chỉ một chút xíu cũng có thể giữ mạng của từ kiến sơn. Đến tôn giả, thế tử phù đã vô hiệu, cho nên, đế tộc vì tăng cường bảo hộ cho đế tử cũng vận dụng thủ đoạn khác. Trước đó không có sử dụng, là bởi vì trên đời này có người nào to gan lớn mật dám xuống tay với đế tử. Hiện tại đế tử liên tiếp vẫn lạc, đế tộc cũng không dám có lòng gặp may, cho nên cũng vũ trang toàn diện cho đế tử. Bản thân từ kiến sơn cũng có chút giật mình, không nghĩ tới bản thân còn có thể sống dưới một quyền như thế. Thì ra trong tộc bố trí hậu chiêu cho hắn lại ra sức như vậy. Vì cái gì không sớm nói cho hắn biết, cũng đúng, nếu nói sớm cho hắn biết, vậy hắn sẽ có đường lui, thời điểm chiến đấu sẽ không ôm quyết tâm liều chết. Hiện tại, đã trải qua một phen giấy ruộng sinh tử, từ kiến Sơn đã mơ hồ thấy được con đường võ đạo của mình. Cho đến hôm nay, đế tử đều quá thuận lợi, thiên phú cao đến kinh người, lại có bối cảnh dọa người, không người dám chiêu chọc, còn có đồ tốt như thế tử phù nên không cần lo lắng nguy cơ sinh tử. Trên thực tế không trải nghiệm tử vong, không có khảo nghiệm tâm linh của tử vong thì làm sao tôi luyện ý chí, làm sao bước ra con đường võ đạo của mình. Cho nên, Mặc dù chỉ có trong nháy mắt như vậy, Từ Kiến Sơn đã mơ hồ nhìn ra con đường mới. Đây là con đường võ đường của hắn, chưa hẳn đi thông nhưng dù sao cũng có thể đi. Cảm giác khác cũng đến, bình chứng cảnh giới của mình buông lỏng, đột phá tứ cực cảnh sắp đến. Ha ha ha, hắn lập tức cười to, đây thật sự là song nghỉ lâm môn, chẳng những nhòm ngó võ đạo, còn đẩy được bình chứng đột phá. Lăng hàn, ta cũng phải cảm ơn ngươi, hắn nói ra, giọng nói mang theo uy nghiêm đáng sợ sau khi đột phá tôn giả chuyện hắn làm đầu tiên chính là giết lăng hàn ha ha người dẹp ý niệm này đi lăng hàn lắc đầu hắn tiếp tục mở rộng công kích đối phương chỉ nhìn thấy một tia sáng đột phá mà thôi nhưng khoảng cách đột phá chân chính còn kém xa vạn dặm cho dù hắn có bế quan không có thời gian một năm nửa năm thì đừng mong đạt thành oanh 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 năng lượng hủy diệt oanh kích liên tiếp từng khối da thịt trên người từ kiến sơn rụng xuống lăng hàn nhìn thấy cột sống của từ kiến sơn như một con rồng lớn, tráng kiện, từng cục. Lại quan sát cẩn thận một chút, cột sống này do hai khối xương cốt tạo thành. Hắn giật mình, thì ra người cắm vào cột sống thánh cấp, hắc hắc, đúng là thủ đoạn cao cường. Xương cốt thánh nhân đều có quy tắc thánh cấp, như vậy, muốn cắm thánh cốt vào trong cơ thể, từ từ hấp thu quy tắc thánh cấp để cường hóa xương mình. Người nói xương cốt của từ kiến sơn có thể không cứng rắn hay sao? Cho nên nói thì rất đơn giản, nhưng thao tác thực tế lại vô cùng khó khăn bởi vì chỉ cần mang một chữ thánh đều đại biểu cho cường đại. Giáo chủ ăn thánh dược, không những không đạt được chỗ tốt gì, có khả năng rất lớn sẽ bị nổ tung. Thánh cốt cũng giống vậy, cắm vào trong cơ thể, thánh uy bộc phát sẽ giết người ngay lập tức. Trừ phi thánh cốt này có huyết mạch giống với người được cắm vào, thông qua huyết mạch tương dung, quả thực có tỷ lệ thừa nhận thánh cốt, từ từ hấp thu thánh tính. Nói cách khác, thánh cốt chỉ có thể đến từ cường giả trung gia tộc. Chỉ riêng điểm này đã đào thải bao nhiêu gia tộc, còn có một điểm, Cột sống chính là đại long trong cơ thể người, là trụ cột chống đỡ thân thể, chiếm hữu địa vị vô cùng trọng yếu, dù là thánh nhân có thể đoạn chi trùng sinh, nhưng rút mất đại long trong cơ thể, cần khôi phục bao nhiêu năm mới có thể khôi phục như ban đần. Bởi vậy, thánh nhân nào bằng long rút cột sống của mình cho người khác. Cho dù là đế tộc cũng chỉ có thể dùng trên thân thế hệ hoàng kim, dù sao cái giá quá lớn. Lăng Hàn, ngươi giết không được ta, một khi ta đột phá tôn giả, đó là giờ chết của ngươi. Từ kiến sơn lạnh lùng nói ra, Lăng Hàn lắc đầu, quên nói cho ngươi, Lâm Hiên là bị ta giết. Cái gì, từ kiến sơn giật mình, Lâm Hiên chính là tôn giả, thiên phú cao xếp trước ba trong thế hệ hoàng kim. Hắn lại bị Lăng Hàn giết chết, hắn chỉ hơi thất thần, từ kiến sơn liền ổn định cảm xúc, nói. Ta không tin, ngươi tin hay không liên quan gì tới ta. Lăng Hàn cười nói, hắn lại xuất quyền tấn công. Ta chỉ là nói cho ngươi biết một sự thật mà thôi. Chúng một quyền của hắn, từ kiến sơn từ từ lui lại. Thân thể của hắn đã hấp thu một bộ phận hạt căn bản thánh cấp, bởi vậy xương cốt vô cùng chắc chắn, cho dù lăng hàn cũng không cách nào đánh tan. Nhưng mà, năng lượng hủy diệt cũng không phải ăn chay, nó có thể phá hoại căn cốt trong xương cốt của từ kiến sơn. Vốn chỉ cần dùng một quyền giải quyết chiến đấu, nhưng bây giờ lại biến thành mài chết đối thủ. Cứ theo đà này, từ kiến sơn khó thoát lần nữa, nhưng trước khi chết, hắn có thể kiên trì thời gian dài, mà trong đoạn thời gian này, hắn sẽ bị dằn vặt không nhỏ hết lần này tới lần khác đều là do chính hắn tạo thành. chương 4987, Giáo chủ cửu tinh. Từ kiến Sơn càng đánh càng sợ, thương thế của hắn càng ngày càng nặng, đã tới tình trạng khó nghịch chuyển. Sở dĩ hắn còn kiên trì là vì hắn không cam lòng. Đế tử tôn nghiêm, ngạo khí của thế hệ Hoàng Kim đều giúp hắn cắn răng kiên trì, hắn muốn đánh tới thời khắc cuối cùng. Bởi vậy, hắn cũng áp chế đau đớn, sau khi bị đánh nửa giờ mới bị mài chết. Thời điểm tử vong, hắn bị đánh không còn hình người. Lăng Hàn cũng phải im lặng, hắn quả thực không muốn dằn vặt từ kiến sơn, nhưng ai bảo đối phương quá khó giết. Đám người đế tộc có quá nhiều thủ đoạn, Lăng Hàn cảm khái, trong cơ thể đế vô cực bị luyện hóa dung nhập bảy viên đại tinh, một khi bạo phát sẽ có lực lượng tôn giả tam tinh đến ngũ tinh, mà từ kiến sơn lại cắm thánh cốt vào trong cơ thể. Đế vô cực là tồn tại đặc thù, bởi vì thủ đoạn như vậy vô cùng có thể là đại đế gây nên, nhưng bây giờ thiên hạ không đế, thủ đoạn như thế không thể phục chế nhưng người như Từ Kiến Sơn sẽ không hiếm thấy. Nói cách khác, tương lai những đế tử sẽ càng khó giết hơn trước. Ai, Lăng Hàn lắc đầu, trừ phi hắn có thể tiến vào thánh cấp, bằng không hắn sẽ còn bị đế tộc áp chế. Làm sao lại gia tăng phiền não cho ta như thế? Lăng Hàn nghiên cứu thi thể của Từ Kiến Sơn, hắn có một loại cảm giác, thánh cốt trong cơ thể Từ Kiến Sơn không ổn định một cách đáng sợ. Khó hiểu, hình như ta có cảm giác không ổn định này ở đâu đó. a à, đúng rồi, Lăng Hàn lấy ra kiếm gãy, bên trong có không ổn định mờ mịt giống thánh cốt như đúc. Không phải khí tức thánh nhân đơn giản như vậy, cụ thể làm sao, ta cần phải đi hỏi lão gia tử. Lăng Hàn muốn lấy đi thánh cốt của từ kiến sơn, nhưng phát hiện không cách nào ra tay. Thánh cốt có phong mang như thần kiếm, nếu hắn đụng vào, kết quả duy nhất chính là thương tích trồng chất. Đây cũng không phải là thánh dược, thánh dược phẩm cấp mặc dù cao nhưng không có lực sát thương, nhưng khác biệt là ở phong mang. Ai, Lăng Hàn thở dài, thu không đi, không thu được thì thôi dù sao xương cốt đẫm máu hắn cũng không vui lăng hàn lắc đầu tiếp tục khai chiến với âm hồn thẳng đến khi âm hồn rút quân hắn cũng trở về không hạm thấy chỉ có một người lăng hàn trở về tất cả mọi người rung động đế tử đâu chẳng lẽ bọn họ không dám nghĩ tới bởi vì quá đáng sợ nhưng lăng hàn thực sự dám sao bọn họ không biết cũng không muốn biết bởi vì nước thật sự là quá sâu dù chỉ là biết một chút xíu cũng sẽ dẫn tới họa sát thân không hạm bình yên trở lại từ la tinh hiện tại còn gió êm sóng lặng nhưng mà chuyện từ kiến sơn mất tích nhanh chóng chuyển ra ngoài sau đó phát hiện hắn bỏ mình tự nhiên sẽ tìm kiếm hung thủ lăng hàn nhất định là đối tượng bị hoài nghi đầu tiên năm người từ kiến sơn muốn đi đuổi giết hắn hiện tại hắn trở về năm người từ kiến sơn lại chết không nghi ngờ lăng hàn thì hoài nghi ai ta muốn xem đế tộc có thể vô sỉ đến mức nào hắn hiện tại là một lá cờ ai cũng đang ngó chừng hắn ngộ nhỡ hắn ngã xuống tất cả mọi người sẽ suy đoán là đế tộc làm. Cho nên, đế tộc tuyệt đối không thể nào ngang nhiên xuống tay với hắn, cho dù hoài nghi hắn là hung thủ giết từ kiến sơn cũng chỉ có thể điều tra trong bóng tối, hoặc là giả danh âm hồn tiêu diệt hắn, hoặc giả tạo hắn bị âm hồn tiêu diệt. Quả nhiên, tin tức năm người từ kiến sơn tử vong truyền ra, nhưng từ ra rất hình tĩnh, thậm chí không có phái người tới hỏi thăm lăng hàn, chỉ làm như không xảy ra chuyện gì. Mấy ngày sau, âm hồn triển khai xung kích lần nữa. Lăng Hàn vẫn tiến lên chiến đấu, thu hoạch thiên địa ban thưởng, thuận tiện tích lũy đến 1.500 vạn chiến công sau đó đổi tiên khí bát tinh. Tu vi của hắn lại tăng lên như bão táp, thất tinh trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, sau đó hắn bắt đầu đột phá. Giáo chủ bát tinh, mấy tháng ngắn ngủ từ giáo chủ lục tinh tăng vọt lên bát tinh, Lăng Hàn không thể không nói, mặc dù âm hồn xung kích dương gian sẽ mang tới ảnh hưởng sâu xa, nhưng hiện nay là Lăng Hàn kiếm lợi lớn. So năng lượng giết âm hồn, không có người mạnh hơn hắn, ngay cả tôn giả cũng không thể so sánh. Cho dù có so sánh nhưng tôn giả bước ra một bước cần bao nhiêu thiên địa ban thường, khẳng định gấp 10 lần, gấp trăm lần của lăng hàn. Từ khi âm hồn xâm lấn không ngừng, tu vi lăng hàn tiếp tục tăng lên nhanh chóng. Bát tinh trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, lại đột phá. Giáo chủ cửu tinh, lăng hàn vô cùng vui vẻ, rốt cục hắn đi tới phần cuối tiểu thừa cảnh. Hiện tại, hắn chỉ cần lại giết mấy ngàn âm hồn, khi đó tu vi sẽ đạt tới cửu tinh đỉnh phong hắn có thể xung kích tứ cực cảnh, trở thành tôn giả. Hắn như thành tôn, cái kia thì sợ gì người trong thiên hạ. Thánh nhân ra tay thì như thế nào, đánh không lại thì có thể chạy. Hắn vô cùng kỳ vọng, chỉ cần tiến thêm một bước, hắn sơ bộ bằng có năng lực khiêu chiến đế tộc. Đương nhiên, nếu thánh nhân của đế tộc tham gia, thậm chí đế binh, hắn cũng chỉ có thể bỏ trốn, nhưng cùng hiện tại khác biệt chính là, hắn không cần tiếp tục thay đổi thân phận, hắn có thể đường đường chính chính hành tàu thiên hạ. Sau đó, mỗi một lần chiến đấu hắn đều mang theo kỳ vọng, hắn cách tôn giả càng ngày càng gần. Cửu tinh trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, có thể, lang hàn ý định lập tức xung kích tôn giả. Nếu hắn thành tôn, hiệu suất giết âm hồn sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng mà hắn lại là kinh ngạc phát hiện bản thân không đột phá nổi, vì cái gì? Còn chưa bắt đầu đã có kết luận. Nguyên nhân xuất hiện ở xiềng xích trên đạo quả. Muốn trở thành tôn giả, hắn phải cho đạo quả diễn hóa tứ cực. Nhưng vấn đề là đạo quả của hắn bị trói buộc chặt chẽ, hắn làm sao diễn hóa tứ cực. Lăng Hàn không ngừng thử nghiệm, muốn đánh vỡ tầng gông xiềng này. Nhưng mà, trước đó hắn ở nhất tinh nhị tinh không làm được, đến cửu tinh cũng không được. Đây là thiên địa gia tăng gông xiềng lên thân thể của hắn, cũng là trừng phạt khi hắn hoàn thiện năng lượng hủy diệt, căn bản không thể đánh vỡ. Lăng Hàn sử dụng niệm lực hóa thành hình người, ý đồ kéo đứt một kết nối trong đó, chỉ cần có thể kéo đứt một cái, sẽ có thể kéo đứt cái thứ hai, cái thứ ba và càng nhiều nhưng mà, hắn dùng hết niệm lực cũng vô dụng, không thể đứt, hắn thử vận dụng năng lượng hủy diệt, đồ chơi này có thể tiêu diệt tất cả, nhưng xiềng xích bao phủ đạo quả, căn bản chưa chờ xiềng xích vỡ vụn thì tu vi của hắn cũng biến mất. Đạo quả không còn, xung kích tôn giả, tu vi sẽ rơi xuống hóa linh ngay lập tức, sau khi thí nghiệm đủ kiểu, lang hàn không thể không thừa nhận, bản thân mình thật sự bất lực với xiềng xích. Chẳng lẽ, đời này hắn còn kẹt ở giáo chủ cửu tinh hay sao? Quả thật, hắn tuyệt đối là giáo chủ mạnh nhất trong lịch sử, nhưng như thế có lợi ích gì? Có tư cách cạnh tranh đế vị hay sao? Cũng không cần thánh nhân, cho dù là tôn giả nhất tinh ra tay, hắn ngạnh kháng chính diện, nhiều lắm chỉ ngang tay mà thôi. Không, trời không tuyển đường người, khẳng định sẽ có biện pháp. chương 4988 bị nhốt, lang hàn tĩnh tỏa, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Hắn biết rõ thiên đạo trừng phạt là thiên kiếp, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng sẽ có trừng phạt như vậy. Không cho hắn đột phá, không, trời không tuyển đường người, mà thiên đạo luôn luôn công bằng nhất, tuyệt đối không có khả năng bố trí tử cục cho ai. Dù là cửu tử nhất sinh, thậm chí bách tử nhất sinh, tất cả đều có một hy vọng sống. Sau khi suy nghĩ một ngày, Lăng Hàn đã đưa ra quyết định. Không cho ta đột phá, ta sẽ tiếp tục gia tăng tu vi. Chợt nhìn, chuyện này rất mâu thuẫn, đã bị kẹt ở giáo chủ cửu tinh, làm sao gia tăng tu vi. Không sai, đạo quả bị trói buộc, không có cách gì diễn hóa tứ cực, nhưng nếu như đem tăng tu vi cửu tinh lên thập tinh thì sao việc này không diễn biến đạo quả có thể nhảy qua vấn đề bị xiềng xích màu đen vây khốn hắn niệm lực không thể phá tan xiềng xích như vậy chờ hắn bước vào thập tinh thậm chí thập nhất tinh thập nhị tinh thì sao một ngày nào đó thực lực của hắn sẽ đạt tới mức có thể xé nát gông cùng xiềng xích về phần cửu tinh là cực hạn của giáo chủ làm cách nào đột phá thập tinh đây là việc lăng hàn còn chưa cân nhắc hắn tin tưởng vững chắc cảnh giới nào cũng có thể đánh vỡ cực hạn, như vậy tại sao giáo chủ lại không có? Hắn nhất định có thể. Tốt, nếu không thể đột phá tôn giả, ta sẽ xung kích thập tinh. Lăng Hàn đổi mạch suy nghĩ, nỗ lực đột phá thập tinh. Nhưng chỉ từ góc độ đột phá mà nói, kỳ thật sông lên thập tinh càng khó. Bởi vì chưa từng có tiền lệ, thậm chí cũng không biết có được hay không. Vạn nhất đánh chết cũng không có khả năng xông lên độ cao này, cho dù Lăng Hàn cưỡng ép xung kích chẳng phải đang tự chuốc lấy khổ, thậm chí sẽ làm bản thân tẩu hỏa nhập ma. Nhưng tứ cực cảnh bị khóa, trừ việc này ra thì không có biện pháp nào khác. Lăng Hàn tuyệt đối không cam tâm cả đời bị vây giáo chủ, cho dù trên đời không có bao nhiêu người có thực lực mạnh hơn hắn. Hắn muốn làm người mạnh nhất mới có thể quét ngang đế tộc. Khoan hồng độ lượng, ha ha, có thu tất báo, đây mới là tín niệm của hắn. Lăng Hàn bế quan 7 ngày, hắn hoàn toàn không có đầu mối. Tiếp tục đi giết âm hồn đường của ta, chính là trong chiến đấu, cũng chỉ có thể đắp nặn trong chiến đấu. Lăng Hàn tiến vào tinh không, bắt đầu huyết chiến âm hồn. Hiện tại có thể gây áp lực cho hắn cũng chỉ có đại âm hồn tôn giả. Hắn đã nhìn chằm chằm vào tồn tại này, khác với dĩ vãng, hắn xâm nhập địa bàn âm hồn, sau đó bắt đầu đại khai sát giới. Rất nhanh, liền có âm hồn tôn giả giết tới đây, âm hồn xuất trưởng tấn công Lăng Hàn. Đến hay lắm, Lăng Hàn hét lớn một tiếng, hắn lao tới nghênh đón. Bành, một kích mà thôi, Lăng Hàn bị đánh bay ra ngoài. Giáo chủ cửu tinh thì như thế nào, đối mặt tôn giả, hắn không địch lại, cho dù đây chỉ là tôn giả yếu ớt trong âm hồn. Thì tính sao, tôn giả có thể nghiền ép giáo chủ, không có bất cứ điều kiện gì kèm theo. Trừ phi, ta có thể đột phá thập tinh, ánh mắt Lăng Hàn sáng rực, hiện tại một kích của hắn có thể đánh ra 22 quy tắc lục tinh, mặc dù vẫn không phải đối thủ của tôn giả, nhưng hắn có cảm giác, chỉ cần số lượng quy tắc nhiều hơn một ít, khi đó có thể đền bù tranh lệch. Bởi vì hắn thử qua, 22 đạo quy tắc lục tinh đã có thể chống lại một quy tắc thất tinh, mà khi hắn tụ lực đánh ra 25 đạo quy tắc lục tinh, hắn có thể đánh tan một tia quy tắc thất tinh. Cho nên, trên lý luận mà nói, chỉ cần hắn nắm giữ quy tắc lục tinh đủ nhiều, hắn thật sự có thể đối kháng tôn giả, nhưng số lượng nhiều kinh người. Có khả năng phải 30 đạo, 40 người thậm chí nhiều hơn. Lăng Hàn không biết nếu hắn có thể đột phá thập tinh một kích có thể đánh ra bao nhiêu quy tắc lục tinh, nhưng mà, cho dù như thế nào, hắn vẫn phải đi con đường này. Chiến chiến chiến, hắn cắn răng, hắn áp chế khí huyết sôi trào và lập tức xiết trở về, hắn ngạnh kháng âm hồn kia. Bành, 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 mỗi một kích qua đi, lăng hàn đều bị đánh bay ra ngoài, thậm chí máu tươi đều là phun ra ngoài. xương cốt toàn thân như sắp đứt gãy toàn bộ, cảm giác khó chịu không cách nào hình dung. Hắn lập tức vận chuyển thập tu thuật, hắn không ngừng khôi phục thương thế âm hồn kia không nhàn rỗi nó cũng nhân cơ hội đánh tới muốn cướp đoạt nhục thể của hắn thay vào đó Úm, lang hàn vận dụng lục tứ minh vương chú tinh thần lực cường đại thông qua bí pháp phật môn hóa thành lực sát thương kinh khủng âm hồn ngã xuống thành phiến giống như tuyết động gặp nước sôi tất cả biến thành cho bụi trong nháy mắt hắn đại chiến huyết chiến khổ chiến hắn không ngừng ép mình vào sinh tử chỉ cần có chút sai lầm sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục dưới tình huống như vậy hắn thậm chí không có cân nhắc vận dụng hà tử nhân hắn muốn ép tiềm lực của mình ra ngoài cực hạn chỉ có thể bị đánh vỡ khi đối diện sinh tử nhưng mà thẳng đến âm hồn thu binh lang hàn vẫn không có thu hoạch hắn hoàn toàn không nhìn thấy thời cơ đột phá lang hàn không hề từ bỏ đột phá thập tinh đây là con đường duy nhất hắn có thể nghĩ ra mặc kệ khó khăn cỡ nào hắn vẫn sẽ đi con đường này hắn không hề quay về trực tiếp ẩn nấp trong tinh không hắn không ngừng minh tưởng khổ tu và chờ âm hồn tấn công lần tiếp theo chiến tái chiến một lần lại một lần lăng hàn ngăn ở tuyến đầu không biết giết bao nhiêu âm hồn thiên địa ban thưởng cũng giảm bớt thậm chí đến một ngày nào đó đột nhiên thiên địa không ban thưởng cho hắn hắn sững sờ thì ra nhục thể linh hồn của hắn đều đã đạt đến hoàn mỹ tu vi bị giam cầm ở cửu tinh không có khả năng lại tăng thêm cho nên thiên địa cũng không biết nên ban thưởng hắn thế nào ách hắn giết nhiều ít âm hồn lăng hàn không biết nhưng thỉnh thoảng kiểm tra tính điểm một lúc hắn nhìn thấy con số phía trên đạt tới 99 tỷ lại thì không còn nhảy thêm nữa. Chỉ một chút mà thôi, Lăng Hàn bỏ qua vấn đề này và tiếp tục chiến đấu. Với tính cách không đụng đầu vào tường không bỏ qua, nếu đây là lựa chọn duy nhất, cho dù thế nào thì hắn cũng kiên trì tới cùng. Đến, 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 Lăng Hàn biên cuồng chiến đấu, cũng không cần năng lượng hủy diệt, hắn dựa vào võ đạo của mình đánh chết âm hồn. Nửa năm, một năm, Lăng Hàn cũng không biết đã qua bao lâu, nhưng vào một ngày nào đó, đột nhiên hai mắt hắn tỏa sáng, phúc trí tâm linh. Thì ra là như thế, hắn vô cùng vui mừng, bởi vì hắn đã tìm ra linh cảm đột phá thập tinh. Ông, đúng lúc này, một cỗ uy thế đáng sợ quét qua. Khốn kiếp, là thánh cấp, chỉ thấy một bàn tay bao phủ thiên địa duỗi ra, có vô số hoa văn tối tăm bao phủ lăng hàn. Âm thánh ra tay rồi, lăng hàn không chút do dự, hắn lập tức vận chuyển hạt tử nhân bảo vệ và thi triển phượng rực thiên tường, hối hả chạy đi. Bành! Hắn tiếp nhận một kích của âm thánh, hạt tử nhân hình thành tầng bảo hộ lập tức vỡ vụn, lực lượng to lớn ập tới đẩy hắn bay ra xa. Thánh nhân thật đáng sợ, Lăng Hàn bay đi với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng một kích của âm thánh cũng bị Lăng Hàn hóa giải, mà hạt tử nhân đã mất đi sinh lực. Nhiều lần ngăn cản thánh nhân công kích, cuối cùng nó đã đạt tới cực hạn. Chương 4989, linh cảm, vì cái gì âm thánh đột nhiên xuất thủ? Chẳng lẽ nhìn hắn giết âm hồn quá nhiều, cho nên âm thánh đã không nhịn được nữa? hay chiến đấu thăng cấp tới mức lực lượng thánh cấp ra tay rồi. Lăng Hàn chạy về, mặc kệ là nguyên nhân gì, trước mặt lực lượng thánh cấp, hắn chỉ có thể bỏ chạy thục mạng mà thôi. Còn tốt, Phượng Dực Thiên Tường vốn đã nhanh, lại thêm bị thánh nhân đánh một cái, từ đó tốc độ tăng lên, hắn không lo bị âm thánh đuổi kịp. Phía trước, chiến đoàn của tôn giả đã gần trong gang tắc. Lúc này Lăng Hàn không lo lắng bị lộ thân phận, đôi cánh chấn động, hắn hoàn toàn không có ý giảm tốc hay ẩn giấu hành tung, hắn dùng thần thức truyền âm nói. Chạy mau, âm thánh ra tay rồi. Mặc dù nơi này có tôn giả đế tộc nhưng trừ bọn họ ra, nơi này có rất nhiều tôn giả của thế lực khác. Cho nên, Lăng Hàn có thể không quản tôn giả đế tộc chết sống, nhưng không thể nhìn các tôn giả khác chôn cùng. Lăng Hàn, ồ, oh, nhìn thấy Lăng Hàn chạy như ngựa thoát cương, tất cả mọi người giật mình, không nghĩ tới Lăng Hàn lại xuất hiện tại nơi này. Nhưng ngay sau đó bọn họ khiếp sợ, âm thánh xuất thủ, tê, không tốt, sự kiện lớn, bọn họ vội vàng chạy đi. Ở thời điểm này, bọn họ đều lựa chọn tin tưởng Lăng Hàn. Đối với chuyện như thế, tin tưởng Lăng Hàn sẽ không nói loạn. Lập tức, từng đám tôn giả chạy trốn, cùng lúc đó, đế tộc cũng liên hệ với thánh nhân của gia tộc, lúc này cần phải mời thánh nhân đến chấn tràng. Lăng Hàn truyền tin tức xong, hắn lập tức xé mở không gian rời đi. Không thể lưu, đợi chút nữa thánh nhân đến, hắn đi không được, trông cậy vào đế tộc sẽ bỏ qua hắn. Ha ha, đây không phải đùa giỡn hay sao? Thừa dịp hiện tại thánh nhân không đến, chạy, hắn tiến vào hư không, tiếp tục phát động phượng dực thiên tường tăng thêm tốc độ. Sau gần nửa ngày, hắn mới bước ra khỏi hư không, hắn định vị một lúc, hắn tiến tới một tinh thể gần nhất. Hắn vội vàng đi thám thính tình huống, quả nhiên, đại lượng âm thánh tiến vào chiến trường, từ đó quy mô cuộc chiến thăng cấp, mà những âm thánh cường lực thôi động, âm phủ chiếm cứ địa bàn mở rộng cực nhanh, như khu vực gần Sơn Hải Thiên như tử La Tinh đều bị công hãm. Phần lớn người lui lại, tiếp tục xây dựng phòng tuyến rất nhiều người không kịp rút lui đều bị âm hồn chém giết và cướp đoạt nhục thân cũng không khác gì đã chết lăng hàn vội vàng bắt liên lạc với đám người đại hắc cẩu còn tốt bọn họ đều là chưa từng xuất hiện tình huống giảm quân số hiện tại chỉ bị thương nhẹ nên không đáng lo hắn thở ra chỉ cần còn mạng là tốt rồi lăng hàn không quay trở về hắn lập tức bế quan hắn bắt được một tia linh cảm đột phá tự nhiên không thể bỏ qua nếu không không biết sẽ mất bao lâu mới bắt được bảy ngày sau đó hắn phá quan mà ra hắn chưa đột phá thập tinh hắn đã thấy rõ một con đường lăng hàn trở về hắn hội hợp với đám người nữ hoàng bọn mọi người gặp nhau tất cả đều cảm thấy may mắn khi sống sót sau tai nạn tình huống bây giờ thế nào lăng hàn hỏi hắn chỉ dùng liên tiếp khi liên hệ với đám người đại hắc cẩu bình thường sẽ không lên tinh võng tự nhiên không nắm giữ tình huống mới nhất tất cả đại đế tộc thánh địa đều xuất động thánh nhân ngay cả đế binh cũng mang tới tạm thời có thể chấn trụ cục diện. Bên phía chúng ta chưa từng xuất hiện đa gia Phật, bên âm hồn cũng chưa xuất động huyết hải chi chủ. Cho nên, bị âm phủ tập trung binh lực đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng mà hiện tại chiến tuyến âm phủ đã trải rộng, đồng thời đối mặt với cục diện nhân thủ không đủ. Mọi người lao nhau, khi âm thánh tập trung lực lượng xung kích chung quanh, phòng tuyến dương gian bị xé rách trong nháy mắt, nhưng bây giờ, bước chân của âm phủ cũng bị ngăn cản, dù sao, trực tiếp tiến vào dương gian, Thực lực của âm thánh cũng giảm lớn. Âm phủ nhất định phải chờ, chờ âm khí khuếch trương ra ngoài, làm cho Dương Gian không ngừng âm phủ hóa, ít nhất cũng phải bán âm phủ hóa, khi đó bọn họ mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Đồng thời, Dương Gian nhất định phải giành giật từng giây, nếu không, khi khai chiến tại nơi bán âm phủ hóa sẽ bất lợi cho bọn họ. Bởi vậy, một bên muốn âm phủ hóa, một bên muốn Dương Gian hóa, đây là mục tiêu tranh đoạt lẫn nhau. Tạm thời, một phương không có cách nào tiến lên. Một phương khác không thể đánh đối phương quay về, từ đó hình thành cục diện rằng co. Nếu như không có lực lượng mạnh hơn tham gia, hiển nhiên loại rằng co này sẽ kéo dài rất lâu. Lăng Hàn gật đầu, tình huống tạm thời ổn định, tiếp theo phát triển như thế nào cũng không tới phiên bọn họ bận tâm, phải xem đám người âm hà chi chủ hành động thế nào. a à, tu vi các người tăng lên thật nhanh, Lăng Hàn kinh ngạc, bởi vì đám người nữ hoàng, hổ nữ đã bước vào giáo chủ, đại hắc cầu, tiểu thanh long, sắc trừ đạt tới cửu tinh đã đuổi kịp cảnh giới của hắn. Không chỉ như vậy, đám người kỳ vô danh cất bước tương đối chậm, nhưng bây giờ cũng tiến vào chân ngã cảnh, nhanh đến mức kinh người. Chờ một chút, trước đó ta đại chiến với âm hồn bao lâu? Hắn hiểu rõ một chút mới hiểu ra, thì ra hắn đại chiến với âm hồn cấp tôn giả tới 23 năm. Trời, lâu như thế, lăng hàn nhe răng, chiến đấu 23 năm mới giúp hắn có một tia linh cảm đột phá. Từ góc độ thọ nguyên, 23 năm cũng không tính dài, nhưng mà trong 23 năm đó, Lăng Hàn thường xuyên bồi hồi trên sinh tử, bất kỳ bước đi nhầm nào cũng làm hắn lâm vào cảnh vẹn kiếp bất phục. Đổi một người khác, đừng nói 23 năm, cho dù là 23 ngày cũng không có khả năng kiên trì. Người bảo giáo chủ đi gánh công kích của tôn giả xem, chỉ vài phút đã biến người thành quỷ. Mấu chốt là, đã như vậy, Lăng Hàn chỉ bắt được một tia linh cảm. Bởi vậy có thể thấy được, muốn đột phá thập tinh khó cỡ nào. Nếu đã là quá khứ, tất cả đều không trọng yếu, trọng yếu là, ta có hy vọng đột phá thập tinh. Lăng Hàn quyết định tiếp tục bế quan, hắn muốn xông thẳng lên thập tinh. Tiểu Hàn tử, người chỉ là giáo chủ cửu tinh, đám người đại hắc cầu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Với thiên phú yêu nghiệt của Lăng Hàn, hắn đã sớm đột phá tôn giả mới đúng. Lăng Hàn gật đầu, hắn cũng không có phủ nhận, chuyện này không tốt, Tiểu Thanh Long nói, hiện tại thế hệ Hoàng Kim đã bước vào tôn giả, mà giống đinh thụ, Thủy Nhất đã đột phá tôn giả, chiến lực vô cùng kinh khủng. Lăng Hàn đã từng có chiến lực có một không hai trong thiên hạ, hiện tại đừng nói lãnh tụ thế hệ trẻ, hiện tại còn không bước vào trước 10 làm sao không làm người ta cảm thấy thổn thức. Lăng Hàn giải thích một chút, đạo quả bị thiên địa gông xiềng vây khốn, cho nên, hắn không có cách gì đột phá tứ cực cảnh. Tất cả mọi người cao mày, làm sao bây giờ? Lần này làm sao bây giờ? Không sao, Lăng Hàn cười một tiếng, ta đã có mấy phần chắc chắn có thể đột phá thập tinh, Cùng lắm thì ta xông lên thập nhị tinh, thập ngũ tinh, cuối cùng cũng có một ngày có thể phá tan gông xiềng. Thấy Lăng Hàn tràn đầy lòng tin như thế, mọi người đều tin tưởng hắn và gật đầu. Chương 4990, thập tinh, âm hồn xâm lấn mang tới lợi ích duy nhất chính là tiến cảnh võ đạo của cường giả tăng lên rất nhanh. Con đường cần phải đi mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm mấy vạn năm mới có thể đi xong, bây giờ thiên địa ban thưởng, chỉ cần hơn 20 năm là xong. Mà thế hệ trẻ tuổi xuất hiện nhiều người nổi bật thừa cơ hội này kéo dài khoảng cách với người khác. Thực lực càng mạnh, giết âm hồn càng nhiều, càng mạnh, từ đó sẽ gia tăng tu vi thật nhanh, cũng kéo dài chênh lệch với người khác. Cường giả càng mạnh, thế hệ hoàng kim, đinh thụ, thủy nhất đều trở thành tôn giả, chỉ dưới thánh nhân, có thể nói phong quang vô hạn. Nhưng mà, Lăng Hàn từng là lãnh tụ thế hệ trẻ lại tụt lại phía sau. Bởi vì lúc trước Lăng Hàn chạy tốn báo ra tin tức, bị rất nhiều tôn giả nhìn thấy, cho nên mọi người cũng biết rõ tu vi hiện tại của Lăng Hàn. Giáo chủ, giáo chủ cửu tinh, cái gì, âm hồn xâm lấn đã hơn 20 năm, thiên tài đứng đầu cũng không trở thành tôn giả, lang hàn vẫn chỉ là giáo chủ. Tụt lại phía sau, nghiêm trọng tụt lại phía sau, đây là chuyện gì, không có ai biết, nhưng thế hệ hoàng kim đều cười lạnh, lớn tiếng nói người không nội tình chân chính chỉ có thể bộc phát nhất thời, nhưng trung quy không có khả năng cười đến cuối cùng. Người xem, đến cấp bậc này, nguyên hình đã lộ ra ngoài. Đinh thụ, thủy nhất cũng kinh ngạc, theo lý mà nói bình chướng. Tứ cực cảnh không thể ngăn cản Lăng Hàn. Nói đến Ngộ Tính, bọn họ đều là bá chủ nguyên thế giới, cũng có thể nói sàn sàn nhau. Nhưng bọn họ đã đột phá, chỉ có Lăng Hàn rơi lại phía sau, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Hiện tại, người nổi bật trong thế hệ Hoàng Kim như Đế Tử Minh, Đế Tử Thiên đều đã trở thành tôn giả thất tinh, tiến cảnh tu vi nhanh đến mức dọa người, mà đám người đinh thụ đã bước vào tam tinh. Cho nên, dù Lăng Hàn hiện tại đột phá tôn giả, hắn khó kéo gần khoảng cách với người khác đối mặt đế tử rêu rao, đại hắc cầu không nhịn được nói ra chân tướng. Tiểu hàn tử quá yêu nghiệt bị trời đố kỵ, đạo quả bị thiên địa gông xiềng vây khốn, không cách gì diễn hóa tứ cực. Hắn báo tin giữ hay không báo tin vui, rõ ràng lăng hàn đã bắt đầu bế quan xung kích thập tinh, hắn đang cố ý ném bom khói, bởi vì cái gọi là thời khắc nguy nan mới biết được nhân tâm, ai tốt với ngươi, ai không tốt với ngươi, lúc này có thể thấy rõ ràng. Ai, đáng tiếc, thì ra lăng hàn mạnh đến mức bị trời đố kỵ. Đúng rồi, trước đó lăng hàn còn cho đạo quả hiện ra phía trên có đường vân giống xiềng xích màu đen ta vốn tưởng rằng hắn tu hành bí pháp gì đó không nghĩ tới lại là thiên địa gông xiềng xong bị thiên địa trừng phạt tuyệt đối xong đời ai thiên tài như thế vốn là vương giả trong vương giả hiện tại bị vây khốn vĩnh viễn tại giáo chủ lần này thế hệ hoàng kim sẽ vui vẻ bọn họ cũng ít đi một đại địch điều này gây ra bàn tán sôi nổi trên đạo quả của lăng hàn có thiên địa gông xiềng đây là việc nhiều người nhìn thấy chẳng qua lúc đó không có người phát giác ra cái gì mà thôi. Hiện tại chân tướng lộ ra ngoài, tự nhiên mỗi người tin tưởng, như thế cũng giải thích nguyên nhân Lăng Hàn không có cách gì đột phá tôn giả, dù sao quá không hợp lý. Thiên địa thì phạt, mặc cho người yêu nghiệt thì như thế nào? Kết luận như vậy vừa ra, đế tộc đã yên tâm. Lăng Hàn xong đời, không có khả năng lại đi tranh đoạt đế vị. Cho nên, hiện tại không cần vội vã giết Lăng Hàn, hoàn toàn có thể để thế hệ Hoàng Kim giết hắn, cũng giúp bọn họ nhặt lại hào quang của mình. Hiện tại, chỉ cần nhìn đám người đinh thụ, thủy nhất. Tân đế, tuyệt đối sinh ra trong thế hệ hoàng kim và đám người đinh thụ. Không biết là ai, bất kể là ai, ta chỉ hy vọng tân đế nhanh ra đời tiêu diệt âm phủ. Đúng đúng đúng, bởi vì cục diện tạm thời ổn định lại, đế tử bắt đầu chơi trò cũ, cũng mời đám người đinh thụ, thủy nhất luận võ. Thậm chí, bọn họ cũng phát thiếp mời cho Lăng Hàn. Tại sao phải mời Lăng Hàn? Tin tức truyền ra, mọi người đều xôn xao hiển nhiên đế tộc đang nhục nhã lăng hàn ngươi không phải rất châu sao ngươi không phải đã từng là thiên kiêu mạnh nhất hay sao như thế nào hiện tại không được ngươi tới hay không không đến đó là ngươi sợ sẽ bị mất mặt nhưng tới luận võ cũng mất mặt lăng hàn đã phế đi vì cái gì đế tử còn muốn nắm lấy hắn không thả ha ha ngươi không nghĩ một chút bày ra ngoài sáng có bao nhiêu đế tử chết trong tay của lăng hàn trong tối có bao nhiêu người cho nên đế tử đều hận lăng hàn thấu xương. Ta còn nghe nói, trên thịnh hội lần này, đông lâm đế tộc còn muốn lựa chọn dễ hiền cho đế nữ trì mộng hàm. T. Trì mộng hàm không phải hồng nhan Chi kỷ của lăng hàn sao? Đúng là như thế, cho nên mới càng thêm nhục nhã. Đúng thế, tu vi bị khóa vĩnh viễn ở giáo chủ, hồng nhan Chi kỷ bị gả cho người khác, đổi thành ai mà không nổi điên. Không có cách, ai bảo lăng hàn giai đoạn trước quá phong quang, hiện tại rơi xuống thần đàn, khẳng định sẽ có vô số người muốn dẫm hắn một cước mau nhìn xem, yến hội cử hành lúc nào. a, à, bởi vì tất cả đế tử đều đều có việc của mình, cho nên định vào một năm rưỡi sau. Cử hành ở đâu, tuyên vô tinh, đi đi đi, nhanh đi chỗ đó, đến lúc đó nhất định phải tận mắt nhìn thấy thịnh hội này. Mặc dù thời gian còn sớm, nhưng có rất nhiều người lên đường, bọn họ cũng thích tham gia náo nhiệt. Lăng Hàn là người trong cuộc, trong lòng hắn không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tập trung tinh thần sung kích thập tinh. Hắn tích lũy đủ rồi, huyết chiến với âm hồn 23 năm, thậm chí tới mức thiên địa không thể ban thưởng được nữa, tích lũy như thế hùng hậu cỡ nào. Thời điểm Lăng Hàn bắt được một tia linh quang, kỳ thật đã mở ra một thế giới cho hắn. Hắn ngồi bất động như đá, linh quang không ngừng xuất hiện. Lăng Hàn tươi cười, hắn tràn ngập tự tin, có thể, bắt đầu xung kích thập tinh, một lần, hai lần, ba lần, không ngừng thất bại cũng không làm cho Lăng Hàn nhục trí, phải biết, trước đó hắn huyết chiến suốt 23 năm, cho nên, thất bại mấy lần tính là cái gì chứ? Thời gian một năm trôi qua rất nhanh, Lăng Hàn hiểu ra, cảm giác hiểu ra nở rộ. Bang, giữa thiên địa xuất hiện sấm sét, mây đen vô tận bắt đầu đan vào nhau như tận thế giáng lâm. Thiên kiếp đến rồi, chỉ thấy trên đạo quả của Lăng Hàn xuất hiện đường vân thứ 10. Hiện tại thiên kiếp giáng lâm, nhất định phải phải vượt qua cửa này qua, hắn thì sẽ giáo chủ thập tinh chưa từng có, còn nếu hắn thất bại, hắn biết đại nạn đã tới. Dù sao, hắn đã liều tới mức mạnh nhất, về sau còn có thể đạt tới hay không còn chưa biết. Xeo, thiên kiếp hóa thành hình người, xuất hiện trong thức hải của Lăng Hàn. Cốt, thân thức của Lăng Hàn cũng hóa thành hình người, hắn không chút do dự tấn công thiên kiếp. Khốn kiếp, trói buộc đạo quả của hắn, hiện tại còn muốn phá hỏng chuyện tốt của hắn. Xử lý, chương 4991, luận bàn, Lăng Hàn điên cuồng, thần thức hóa thành hình người và không ngừng oanh kích. Banh banh banh, một quyền đánh vào thiên kiếp hình người, làm cho đối phương không có tư cách xuất thủ, chỉ có thể bị đánh. Lăng Hàn đột phá cũng không phải tôn giả, cho nên thiên địa thi phạt cũng dừng ở giáo chủ. Trong cấp bậc này, Lăng Hàn còn có đối thủ sao? Cho nên, chỉ có hắn xuất thủ, qua một lúc thiên kiếp bị đánh tan và hóa thành một cỗ tiên khí, làm dịu đạo quả của Lăng Hàn. a, à, Lăng Hàn phát hiện, số lượng tiên khí kinh người, sợi tơ thứ 10 không ngừng đậm hơn. Hắn vừa mới đạp lên thập tinh, hiện tại đã đạt tới thập tinh trung kỳ, sau đó thế như trẻ tre đột phá tới thập tinh đỉnh phong. Chỉ tiêu diệt thiên kiếp một lần, chỗ tốt lớn như thế. Không thấy thiên kiếp này có bao nhiêu khó khăn, Lang Hàn sướng sờ, lập tức giật mình, bởi vì lúc trước hắn giết âm hồn quá nhiều, thiên địa thưởng không thể thưởng, cho nên, chỉ có thể thiếu của hắn. Thiên địa bất nhân nhưng cũng công bằng nhất, người quá mạnh, thiên địa sẽ ngăn cản ngươi, cũng lưu cho ngươi một đường hy vọng, mà thiếu người cũng sẽ trả. Thập tinh đỉnh phong, chỉ 10 ngày mà thôi, Lăng Hàn đã đột phá thập tinh tới được đỉnh phong, tốc độ này nhanh đến mức giận sôi. Lăng Hàn thử kéo đứt gông xiềng nhưng không được. Vậy thì tốt, hắn lại có đột phá. Lăng Hàn không chút do dự, hắn bắt đầu xung kích thập nhất tinh. Hắn cũng không tin, khó khăn chính là thập tinh, đây là cấp độ xưa nay chưa từng có người nào vượt qua, thậm chí nếu không phải thiên địa gông xiềng tồn tại, Lăng Hàn cũng không nghĩ xung kích thập tinh. Thậm chí hắn nghĩ muốn đánh vỡ cực hạn cũng không có tính dẻo mạnh như thế, sau khi thất bại nhiều lần vẫn không từ bỏ. Cho nên, người có đôi khi thật sự bị ép buộc mà ra khó khăn nhất đã qua, hắn như bước lên cấp độ tôn giả, hiện hắn xung kích tôn giả nhất tinh, nhị tinh còn khó hay không? Chỉ ba ngày mà thôi, hắn đã hoàn thành đột phá. Lần này, thiên địa không có dáng lôi phạt, nhưng mà trong người có năng lượng khó hiểu phun trào, từ đó gia tăng tu vi của hắn đột phá. Lăng Hàn biết rõ, đây là thiên địa ban thưởng còn chưa sử dụng hết. Lại qua 10 ngày, hắn đạt đến thập nhất tinh đỉnh phong. Hắn nếm thử xé đứt gông xiềng lần nữa, phát hiện hơi có phần buông lỏng tốt, người không mở đúng không, ta tiếp tục đột phá. Lại qua bốn ngày sau, Lăng Hàn thành công bước vào thập nhị tinh, sau đó, thiên địa ban thưởng còn tiếp tục, trợ giúp hắn bước lên thập nhị tinh trung kỳ. Lần này, thiên địa ban thưởng đã dùng hết, bỗng nhiên Lăng Hàn mở hai mắt ra, oanh, khí tức đáng sợ làm hư không run rẩy. Ta hiện tại mạnh bao nhiêu, hắn hết sức tò mò, trên lý luận mà nói, sông lên thập tinh đã tương đương đột phá tôn giả, như vậy, hắn hiện tại đã là tôn giả tam tinh. Nhưng vấn đề là, có thể có tương tự hay sao? Lang Hàn giang hai tay, hắn vung lên, lập tức có 90 đạo quy tắc hiển hiện, từ đó dùng cảm giác khó tả bao phủ khắp nơi. 90 đạo, Lang Hàn cũng phải giật mình, sau khi vượt qua thập tinh, khả năng nắm giữ quy tắc cũng tăng lên gấp đôi. Hơn nữa, quy tắc đan vào nhau cũng là chiến lược tăng lên. Lang Hàn thì thào, trước đó một kích của hắn bộc phát, quy tắc dựa vào số lượng sinh ra tác dụng, nhiều hơn thì mạnh, ít đi thì yếu, không có cái khác. Nhưng bây giờ, 9 người đạo quy tắc dùng phương thức khó tả đan vào nhau, bản năng lăng hàn cảm giác được, quy lực này còn mạnh hơn 90 đạo quy tắc chồng lên nhau, hơn nữa không chỉ mạnh hơn một chút. Ta rất hiếu kỳ, ta nên tìm ai giao thủ bây giờ. Lăng hàn xuất quan, tin tức truyền ra, đám người nữ hoàng, hổ nữ, đại hắc cầu chạy tới. Tiểu hàn tử, người đã xuất quan, đại hắc cầu dương dương đắc ý, người xem, cầu gia đã là tôn giả, ai ôi, đúng thế, không chỉ đại hắc cầu, tiểu thanh long, sắc chư đều bước vào tôn giả, đoàn thể của Lăng Hàn vẫn duy trì ưu thế dẫn đầu. Thế nào, tiểu thanh long thì là hỏi, Lăng Hàn gật gật đầu, vượt qua cửu tinh, nghe nói như thế, mọi người như bị kích thích, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Mặc dù Lăng Hàn không có bước vào tôn giả nhưng hắn đã đột phá thập tinh, đây chính là hành động vô cùng vĩ đại. Từ xưa đến nay, thế gian có bao nhiêu tôn giả? Có giáo chủ thập tinh sao? Tiểu Hàn tử, tới tới tới, để Long ra thử xem thực lực ngươi bây giờ thế nào. Tiểu Thanh Long nói, đôi mắt lóe sáng, nó vẫn không bằng Lăng Hàn, hiện tại thật vất vả chờ được cơ hội, đương nhiên phải thừa cơ giày vò Lăng Hàn. Đương nhiên, tình hữu nghị của bọn họ tuyệt không có khả năng bởi vậy mà dao động. Lăng Hàn cười một tiếng, tốt, yên tâm, Long ra sẽ dùng lực cẩn thận. Tiểu Thanh Long thuận miệng nói, biểu thị sẽ kiềm chế một chút, không đến mức làm Lăng Hàn bị thương hoặc chết. Hai người bay lên cao, những người khác đuổi theo và đứng xa xem cuộc chiến. Phụ thân, hai tay Lăng Hy đặt trước ngực, lộ ra một tia lo lắng. Dù sao, giáo chủ chiến tôn giả, dù lăng hàn yêu nghiệt, đột phá thập tinh cũng kém một đại cảnh giới. Yên tâm, sư phụ nhất định sẽ không thua. Phù Thiên Hành nói rất khẳng định, trong lòng hắn, Lăng Hàn chính là chiến thần bất bại. Ân, lang Hy gật đầu, Lăng Hàn sẽ thắng, nữ hoàng sen vào một câu, vô cùng khẳng định, đó là tín niệm kiên định, chẳng những sẽ không thua, sẽ thắng. Lăng Hàn của nữ nhất định có thể thắng, hổ nữ cũng gật đầu, Tiểu Thanh Long nghe rất rõ ràng, nó kêu to. Tiểu Hàn Tử, Long Gia vốn muốn đánh bại ngươi, hiện tại, quyết định đánh ngươi một trận. Lang Hàn cười nói, vậy ngươi cũng phải có thực lực như vậy. Xem chiêu, Tiểu Thanh Long hét lớn một tiếng, hắn đánh ra một kích sinh ra năng lượng sôi trào, 30 đạo quy tắc lục tinh xuất hiện và tấn công Lăng Hàn. Tiểu Thanh Long biết rõ Lăng Hàn ở giáo chủ cửu tinh đã có thể điều động 22 đạo quy tắc, cho nên, đột phá thập tinh, chiến lực khẳng định sẽ đại bạo phát cho nên nó quyết định vận dụng 30 đạo quy tắc. Nó là tôn giả, một kích đánh ra 30 đạo quy tắc lục tinh cũng dễ dàng. Oanh, năng lượng kinh khủng hóa thành long chảo, đan sen quy tắc và tấn công lăng hàn. Lăng hàn cười một tiếng, hắn xuất ra một quyền cũng là 30 đạo quy tắc đan vào nhau. Nhưng mà, nếu nhìn tỉ mỉ, quy tắc của tiểu thanh long rất đơn giản, không có gì thay đổi, nhưng những quy tắc của lăng hàn lại vận chuyển theo quy luật nào đó. Bành, đấu một kích, long chảo vỡ nát quả đấm to lớn đấm thẳng về phía Tiểu Thanh Long. Ngoá, Tiểu Thanh Long hét lên đầy kinh ngạc, nó rất ngạc nhiên. "Làm sao có thể? Những người khác cũng chấn kinh, rõ ràng số lượng quy tắc song phương giống nhau, tại sao lại là Lăng Hàn chiếm thượng phong?" Tranh lệch không chỉ một chút, Tiểu Thanh Long lại xuất một kích, lần này nó đã vận dụng thực lực tôn giả mới có thể dễ dàng hóa giải công kích của Lăng Hàn. Chương 4992, mạnh đến nghịch thiên. Lại đến, Tiểu Thanh Long không phục Sở dĩ quy tắc của nó không đánh bại Lăng Hàn, đó là bởi vì Lăng Hàn là giáo chủ thập tinh, cũng phá vỡ cực hạn của giáo chủ, cho nên trên phương diện vận dụng quy tắc lục tinh, Lăng Hàn khẳng định chiếm cứ ưu thế. Cho nên, nó vận dụng càng nhiều quy tắc đối phó. Oanh, hắn lại xuất quyền hóa thành long chảo, nhưng lần này chỉ có 40 đạo quy tắc lục tinh. Khốn kiếp, 40 đạo đủ để nghiền ép ngươi rồi. Lăng Hàn cũng tăng lên mấy chục đạo quy tắc, còn 30 đạo quy tắc bộc phát. Hắn muốn biết, quy tắc của mình đan vào nhau sẽ có tăng mạnh cỡ nào. Bành, hai người đấu với nhau, lúc này, quy tắc va chạm và chôn vùi. Không phân trên dưới, cái gì, tất cả mọi người đều khiếp sợ, việc này kéo dòng giã 10 đạo quy tắc nhưng vẫn ngang tay. Phải biết, kém nhau một tinh chính là kém một đạo quy tắc, chiến lực sẽ tranh lệch rất rõ ràng. Hiện tại kém 10 đạo, còn đánh ngang tay, nói đùa, ngươi là tên biến thái, tiểu thanh long cắn răng nói, lăng hàn nhoẻn miệng cười, thế nào, Đại gia ngươi vẫn là đại gia, ta không phục, Tiểu Thanh Long phát động công kích lần thứ ba, lần này, Long chảo gia tăng số lượng quy tắc lên 50 đạo. Lăng Hàn không sợ, hắn tăng số lượng lên 40 đạo. Bang, một kích, tất cả quy tắc chôn vùi lần nữa. Ngươi là yêu quái, Tiểu Thanh Long lại nguyền rủa một tiếng, sau đó tăng quy tắc lên 60 đạo. Lăng Hàn lấy 50 đạo nghênh đón, hóa giải lần nữa. Tiểu Thanh Long nâng cao chỉ tiêu số lượng 70 đạo, Lăng Hàn lấy 60 đạo hóa giải hắn lại thêm đến 80 đạo, Lăng Hàn lại lấy 70 đạo hóa giải. Lại, không tiếp tục, dù Tiểu Thanh Long là tôn giả, cho dù yêu nghiệt như vậy nhưng cũng chỉ là nhất tinh, một kích của hắn chỉ cực hạn 80 đạo quy tắc lục tinh. Ngang tay, tất cả mọi người chấn kinh lần nữa, trên phương diện quy tắc lục tinh, Lăng Hàn không kém tôn giả. Quả thật quá châu bò, Tiểu Tử Ngươi, thực sự nắm giữ chiến lược tôn giả. Tiểu Thanh Long chấn kinh, hắn giết tới, lần này nó vận dụng quy tắc thất tinh. Chỉ một đạo, Lăng Hàn chỉ vận dụng 10 đạo quy tắc lục tinh nhưng đan vào với nhau, tản mát ra khí vận khó nói rõ. Tiểu Thanh Long tức chết, Tiểu Hàn Tử, người quá xem thường Long ra, 10 đầu quy tắc lục tinh muốn đấu với hắn, bành, nhưng một kích này hai quy tắc biến mất, cái gì, cái gì, thực sự hóa giải, mọi người sững sờ, 10 đạo quy tắc lục tinh có thể ngang hàng một đạo quy tắc thất tinh. Hoàn toàn không thực tế, bởi vì như thế hệ Hoàng Kim, khi ở giáo chủ cũng chỉ nắm giữ mười mấy đạo quy tắc lục tinh. Đừng nói bọn họ, cho dù cũng khó làm, nhưng vấn đề là, có ai ngang tay với tôn giả. Dù chỉ là nhất tinh, không có, tuyệt đối không có, cho nên, lang hàn chính là yêu quái. Tốt, Long ra muốn xem cực hạn của ngươi, tiểu thanh Long xuất thủ lần nữa, chỉ cần lang hàn có thể ngăn cản được, nó sẽ không ngừng gia tăng chiến lực, thẳng đến khi lang hàn chống đỡ hết nổi mới thôi. Hai đạo quy tắc thất tinh, ba đạo, bốn đạo, tám đạo. Tiểu Thanh Long đã dùng toàn lực ứng phó, tám đạo quy tắc thất tinh chính là cực hạn của nó, nhưng mà, dù là như thế, Lăng Hàn vẫn giữ cục diện ngang tay. Không đánh không đánh, Tiểu Thanh Long vô cùng buồn bực, tôn giả nhất tinh không đánh thắng giáo chủ, mặc kệ nguyên gì cũng là mất mặt. Đám người đại hắc cầu chấn kinh, trừ ra hầu ca không nói, Tiểu Thanh Long là đệ nhất cao thủ trong bọn họ, hiện tại không cách nào thắng Lăng Hàn, có thể thấy được giáo chủ biến thái đến cỡ nào. Quái vật, biến thái, tất cả mọi người nói ra, nhưng mỗi người đều vui mừng. Lăng Hàn, vương giả trở về, không có đột phá tôn giả thì như thế nào, chiến lực của hắn chính là tôn giả. Mà khi Lăng Hàn đột phá tôn giả, hắn sẽ mạnh tới mức nào? Không dám tưởng tượng, nhưng đáng để mong chờ. Tiểu Hàn tử, cực hạn của ngươi là điểm nào? Đại hắc cầu bọn họ đều là hiếu kỳ. Lăng Hàn cười một tiếng, một kích của hắn xuất hiện 90 đạo quy tắc đồng thời lấp lánh. Khốn kiếp, tất cả mọi người im lặng, trong bọn họ không thiếu giáo chủ, đại hắc cầu cũng là giáo chủ nên hiểu rõ hơn. 20 đạo quy tắc chính là cực hạn, ngươi muốn đột phá 100, thập tinh, châu bò như vậy, đại hắc cầu thì thào, sau đó nó cực kỳ hối hận. Sớm biết, cầu gia cũng đột phá thập tinh, lăng hàn lắc đầu, ta cũng không phải là thập tinh, mà là thập nhị tinh. Lời này làm mọi người rung động, khóe miệng co giật. Xông lên thập tinh đã là độc nhất vô nhị, lăng hàn tốt rồi, trực tiếp phá vỡ cực hạn vượt qua thập nhất tinh lên thập nhị tinh. Cho nên, không ai có thể so với lăng hàn, bởi vì làm thế tự chịu đả kích và không thoải mái nếu tiểu hàn tử châu bò như vậy hắn có thể đi đế tộc ước hẹn đại hát cầu nói ước hẹn gì lăng hàn hỏi hắn còn không biết chuyện này đại hát cầu nói ra một lần lăng hàn cau mày nha cố ý bố trí như vậy là muốn làm hắn mất mặt nhưng mà đông lâm đế tộc xảy ra chuyện gì nhìn hắn sẽ bị vĩnh viễn giam cầm ở giáo chủ nên ném hắn hắn tin tưởng đây không phải suy nghĩ của trì mộng hàm nhưng cánh tay không thể lay chuyển đùi cho nên, chỉ từ điểm này hắn cũng muốn bạt tai đế tộc. Đế tộc nói chuyện rất quang minh lỗi lạc, tuyệt đối bảo đảm lăng hàn an toàn, tuyệt đối sẽ không có thánh nhân xuất thủ động tới hắn. Nếu khắp thiên hạ buông lời, như vậy, chỉ ít trong quá trình này sẽ không có thánh nhân đế tộc. Tôn giả còn chưa đủ sao, đây chính là thịnh hội nhục nhã lăng hàn, cũng tìm mặt mũi cho thế hệ hoàng kim, sau đó tùy ý chém giết lăng hàn. Lăng hàn cười, đi, chúng ta đi tuyên vô tinh, đi đi đi, đại hắc cẩu, tiểu thanh long đều sợ thiên hạ không loạn nghe xong muốn đi đánh mặt làm loạn mỗi người đều kích thích sắc chư lui về phía sau chư đại gia không muốn đi các ngươi không được ép ta lăng hàn lại vươn tay sách nó lên hỗn đản hỗn đản lăng hàn không cho đám người nữ hoàng đi theo lần này là đi đánh mặt mặc dù đế tộc bảo đảm hắn an toàn ở yến hội nhưng sau đó thì sao hắn nên cẩn thận một chút hiện tại tiểu thanh long đại hắc cẩu sắc chư đều là tôn giả sẽ mở không gian đi nhanh hơn truyền tống trận, mà Lăng Hàn ăn thiệt thòi ở cảnh giới, cũng không thể vận dụng quy tắc thất tinh, cho nên nói đến vượt qua tinh không, hắn không bằng ba gia hỏa đại hắc cầu. Không việc gì, đại hắc cầu sẽ mang hắn đi. Chương 4993 thịnh yến bắt đầu. Bốn người xuyên qua tinh không và đi về hướng Tuyên Vũ Tinh. Với bước chân của bọn họ, bọn họ bỏ qua thời gian 11 ngày cũng đã đặt chân lên tinh cầu này. Náo nhiệt, đây là cảm giác đầu tiên của bốn người nơi đây nhiều nhất chính là người trẻ tuổi tu vi cao thấp từ trúc cơ đến hóa linh cảnh nhưng giáo chủ lại không thấy dù sao tuổi còn trẻ có thể tu thành giáo chủ tự nhiên đều là thiên tài cao cấp nhất đều đến xem náo nhiệt lang hàn nhe răng những người này quá rãnh rỗi tiểu hàn tử xem ra ngươi nổi tiếng đặc biệt cao có nhiều người tới thăm ngươi đại hắc cẩu nói xấu mặt tiểu thanh long nói bổ sung hô hô sắc chưa cười lang hàn lộ ra hung quang ba người các ngươi thích ăn đòn trong thiên hạ cũng chỉ có hắn mới dám nói với tôn giả như thế, cũng chỉ có hắn nắm giữ thực lực và lực lượng như vậy. Ba gia hỏa đại hắc cầu che miệng cười, thật sự hiếm khi nhìn thấy lăng hàn mất mặt. Khoảng cách đế tộc cử hành thịnh yến còn ba tháng, tốt, chỉ có chờ đợi, hầu ca đâu, lăng hàn hỏi, hầu ca đi tuyệt địa kiếm thiên tài địa bảo, hy vọng có thể giúp người đánh vỡ thiên địa trói buộc. Đại hắc cầu nói, hầu ca, lăng hàn cảm thấy ấm áp, cho dù trên thế gian rất thực tế, rất lợi ích, hiện tại lại rối loạn, nhưng mà còn có người như hầu ca mang tới chút ấm áp cho hắn hầu ca hiện tại tu vi gì hắn lại hỏi tôn giả bát tinh tiểu thanh long nghĩ nghĩ ngược lại long ra đánh không lại hầu ca tư chất không thua thế hệ hoàng kim nếu tiểu thanh long có thể đánh thắng mới có quỷ nhưng tôn giả bát tinh lại là mạnh nhất dưới thánh nhân nhưng mà hầu ca đi tới thiên địa tuyệt địa thật không biết sẽ có nguy hiểm gì hy vọng hầu ca bình an trở về lăng hàn nói kỳ thật hắn có nắm chắc đột phá tôn giả hầu ca hoàn toàn không cần mạo hiểm như thế. Bốn người bàn luận võ đạo, mặc dù tu vi lăng hàn hơi kém nhưng hắn sớm tìm ra võ đạo của mình, chẳng những có tư cách luận đạo với đám người đại hắc cẩu, thậm chí còn có thể chỉ điểm bọn họ. Giáo chủ chỉ điểm tôn giả, thiên hạ chỉ có một mình hắn. Tiểu Thanh Long đã sơ bộ đi ra con đường của mình, đi ra không có, nhưng đại hắc cẩu và sắc chư thì kém một chút, chỉ ít hiện tại còn mờ mịt. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, bốn người đều có tiến bộ. Cuối cùng, ba tháng trôi qua, đế tộc cử hành thịnh yến đã bắt đầu lúc này rất nhiều đế tử giá lâm không chỉ có thế hệ hoàng kim còn có thế hệ bạch ngân và đế tử bình thường mặc dù bị lăng hàn giết không ít nhưng số lượng đế tử của đế tộc khả quan người sống càng nhiều hiện tại những đế tử này đều tinh thần phấn chấn âm hồn xâm lấn mặc dù tạo thành thương tổn cực lớn đối với người bình thường nhưng hàng ngũ đế tử lại là người được lợi tu vi mỗi người đều có tiến dài hiện tại thế hệ hoàng kim cũng không bước vào tôn giả thế hệ Bạch Ngân phổ biến là giáo chủ, đế tử bình thường cũng có không ít người thành tựu giáo chủ. Bây giờ là thời đại của người trẻ tuổi, chỉ cần có ai có thể bước vào thánh cấp, khi đó người cũ sẽ bị thay thế toàn diện. Mấy người đinh thụ, thủy nhất, vạn đạo cũng được mời và tới đây. Bọn họ may mắn hơn Lăng Hàn chính là có bối cảnh đế tộc, đế tử cũng phải đỏ mắt và sinh ra sát ý, nhưng lại không dám vận dụng lực lượng bối cảnh đi tập kích đinh thụ. Lăng Hàn nguyện ý thì hắn đã sớm cưới chỉ mộng hàm, cứ như vậy, hắn nắm giữ bối cảnh đông lâm đế tộc, các đế tử khác trừ thông qua chiến đấu thì không thể đánh bại hắn. Nhưng mà, nếu dưới tình huống như thế hắn cưới chỉ mộng hàm, chẳng khác gì hắn xin đông lâm đế tộc giúp đỡ, khẳng sẽ trả cái giá lớn. Lăng Hàn làm sao có thể ăn nhờ ở đậu, với hắn mà nói, mục đích tu luyện chính là vì tự do, làm sao có thể vì sinh tồn mà bỏ qua một bộ phận tự do, đổi lấy đế tộc trợ giúp. Hiện tại tại gian nan một chút nhưng có ai sống tốt như hắn hay sao? trải qua khổ hàn mới có thể ma luyện ra mai hương qua vài ngày sau yến hội bắt đầu đây cũng không phải là cử hành một ngày mà là cử hành liên tục nửa tháng trong lúc đó có vô số lần luận bàn có một bộ phận là lựa chọn hôn phu cho đông lâm đế tộc trì mộng hàm đế nữ giống như trì mộng hàm nắm dư tư chất sánh ngang thế hệ hoàng kim cho nên đế tử đang xếp hàng rất dài bản thân đông lâm đế tộc đủ cường đại cho nên bọn họ tuyệt đối không phải muốn thông gia với một đế tộc đơn giản như vậy mà là người thông gia với chỉ mộng hàm phải nắm giữ khả năng thành đế hiện tại thiên kiêu nhiều như vậy còn có nhiều người có hy vọng thành đế cho nên đông lâm đế tộc cần phải quan sát thật tốt trận yến hội này không ngăn chặn người tham gia người nào cũng có thể tới tham gia nhưng chỉ có thể đứng ngoài quan sát muốn quan sát luận bàn ở gần hoặc làm quen đế tử người cần phải chứng minh thực lực của mình mới được không thì am miêu a cầu gì cũng có thể đi vào bên trong cho nên yêu cầu vô hình cũng tăng lên rất cao bốn người lăng hàn đã tới. Yến hội cử hành trong một sơn cốc, bốn bề toàn núi, chỉ có một cái thông đạo có thể tiến vào, người nào cũng đứng trên đỉnh núi cúi xem trong cốc, chỉ cần bước vào tiên đồ, chút khả năng này vẫn có. Muốn vào cốc tham dự cần tu vi giáo chủ, võ đạo đẳng cấp xâm nghiêm, một đám đại lão giáo chủ, tôn giả luận võ luận bàn, hóa linh cảnh, chân ngã cảnh có tư cách tham dự sao. Cho nên, tuyệt đại bộ phận người chỉ có thể đứng trên đỉnh núi quan sát ngược lại tầm nhìn không trở ngại. Hơn nữa, giáo chủ, tôn giả chiến đấu đều tiến hành trên bầu trời, bọn họ càng gần hơn. Ngày đầu tiên có bầu không khí hài hòa, đế tử đều rất khách khí, không có người nào động thủ, đến ngày thứ hai mới chính thức luận bàn. Kỳ thật không chỉ đông lâm đế tộc, còn có vài đế tộc cũng dự định tìm hôn phu cho đế nữ của mình, bởi vậy, đế tử đều ra sức biểu hiện, không nói cuối cùng chính mình có nguyện ý hay không, bị đế tộc khác nhìn chúng cũng là một loại khẳng định to lớn. Đến độ cao của bọn họ, đương nhiên đều nhắm vào đế vị, mà muốn thành đế, thiên phú, vận khí thiếu một thứ cũng không được. Được người khác khẳng định sẽ có bổ trợ vận khí và thanh danh. Ngay từ đầu, tất cả mọi người chỉ yên lặng xem cuộc chiến, sau đó thảo luận xem ai mạnh hơn, nhưng đến ngày thứ năm thì kéo lên đầu của Lăng Hàn. a, à, Lăng Hàn còn chưa hiện thân, đúng vậy, hắn thực sự không dám tới sao. Ha ha, ai mà ngốc chạy tới đây tìm mất mặt xấu hổ. Trường 4994, Lăng Hàn ra sân. Mọi người nghị luận ầm ý, một phương diện hy vọng lăng hàn hiện thân, một phương diện cảm thấy hắn không có khả năng hiện thân. Tiểu hàn tử, người có ra sân hay không? Đại hắc cầu hỏi, đúng vậy, hiện tại ra sân, cường thế trang bước đánh mặt, đây là lúc cao điệu. Tiểu thanh long tặc lưỡi, nó thích nhất chính là trang bức, đáng tiếc, nó chưa bao giờ là nhân vật chính. Hừ hừ, sắc chư thì uể oải, hắn chỉ muốn yên tĩnh ngắm mỹ nữ, cũng muốn được tiểu tỷ tỷ ôm ấp. Chiến đấu cái gì, hắn không hào hứng lắm, lang hàn cười một tiếng làm nhân vật chính, đương nhiên sẽ đăng tràng áp trục, các ngươi lên trước. Tốt, Long ra tới, ánh mắt tiểu thanh Long lấp lánh, có thể làm náo động khi vạn chúng chú mục, đây là việc nó yêu thích nhất. Xeo, thân thể của nó nhảy vào sơn cốc, sách, lại có người không nhìn rõ thực lực của mình. Thấy tiểu thanh Long hóa thành thiếu niên đi vào trong cốc, có không ít người lắc đầu. Trong cốc bị bố trí trận pháp, có bình chứng năng lượng mắt thường khó nhìn thấy, chỉ ít cũng phải giáo chủ mới có thể xuyên qua cho nên khách quý sớm vào trong cốc, hiện tại mới đi xung kích bình chướng năng lượng, tất cả đều có tự tin mù quáng, tự nhiên sẽ bị bọn họ khinh bỉ. Nhưng mà, tiểu thanh long lại thế như trẻ tre, bình chướng năng lượng không thể ngăn cản được hắn. Bởi vì hắn là tôn giả, ô, hả, a, à", mọi người đều kinh ngạc thét lên, không nghĩ tới tiểu thanh long lại có năng lực như thế. Khốn kiếp, người rõ ràng có thể tiến vào sơn cốc tham gia trình yến, cần gì ở lại đây 5 ngày. Trang bước, banh, Tiểu thanh long đáp xuống đất, cố ý phát ra âm thanh nặng nề thu hút mọi người chú ý. Hắn vô cùng hưởng thụ cảm giác vạn chúng chú mục, nhếch miệng cười một tiếng. Các ngươi không phải đang chờ tiểu hàn tử sao? Long ra đến rồi, thì ra ngươi là thần lằn. Có thế hệ hoàng kim cười lạnh, đương nhiên đế tộc cũng tra xét người bên cạnh lăng hàn mấy lần. Biết rõ bên cạnh hắn có một con chó và con thần lằn rất mạnh, về phần hầu ca thì không cần nói. Phi, ra là long, chân long, tiểu thanh long lập tức nhảy dựng lên, các ngươi đều bị mù mắt, lời này thành công làm nhiều đế tử đế nữ lộ ra sát khí, nói đến năng lực kéo thù hận, kỳ thật tiểu thanh long không kém lăng hàn bao nhiêu. Lăng hàn đâu, sao hắn không hiện thân, cái kia thế hệ hoàng kim hỏi, cùng tiểu thanh long có cái gì tốt xây dưa. Tiểu thanh long khoanh tay, dáng vẻ rất đáng hận, hắn có chút việc, đến muộn một chút, cho nên, long ra tới đánh các người hoa rơi nước chảy, sau đó lại đến phiên tiểu hàn tử xuất thủ. Thế hệ hoàng kim cười ha ha chỉ là thằn lằn khẩu khí thật lớn ngươi cho rằng chính mình là lăng hàn đinh thụ dương dịch hoàn hay sao lại nói lăng hàn đã phế đi vĩnh viễn bị vây khốn ở giáo chủ đã sớm không có tư cách tranh đế vị tiểu thanh long hét lớn một tiếng nó tấn công tên thế hệ hoàng kim kia xem long ra đánh nát miệng thúi của ngươi thế nào ngoá tất cả mọi người tức giận nói đến miệng thúi hình như là ngươi đấy thế hệ hoàng kim không sợ hắn thả người xuyên qua bình chướng năng lượng và lao tới đương nhiên hắn không có khả năng chiến đấu với tiểu thanh long trong cốc, kể từ đó sẽ làm phía dưới rối loạn. Tiểu thanh long không nói hai lời, hắn bay lên đuổi theo thế hệ hoàng kim. Bang, 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 hai người kịch chiến, lực lượng kinh khủng chấn động, quy tắc thất tinh va chạm bao phủ bầu trời. Thế hệ hoàng kim cũng tôn giả nhất tinh, một kích có thể đánh ra tám đạo quy tắc thất tinh, cũng khó phân trên dưới với tiểu thanh long. Nếu phương diện quy tắc tương đương, vậy thì phải xem ai mạnh hơn ai, ai nắm giữ tiên thuật mạnh hơn, vận dụng càng linh hoạt hơn. Tiểu Thanh Long chiếm ưu thế, hắn là ai? Ấu tử của chân Long, tu thiên Long đế quyết, lực lượng vượt xa đế tử. Mà nói đến tiên thuật, hắn nắm giữ đế thuật cũng không ít, hoàn toàn mạnh hơn đế tử. Tiểu Thanh Long chiếm thượng phong, nó dương dương đắc ý và trào phúng. Tiểu tử, người quá kém, không được không được, không ép Long ra xuất ra ba thành thực lực. Ai, nhanh về bú mấu thân vài năm đi, một câu một câu chọc thế hệ hoàng kim đỏ mặt hắn chưa từng gặp qua đối thủ như vậy. Ngươi chiếm thượng phong thì chiếm thượng phong, đắc chí như thế làm gì? Lại nói, ngươi còn chưa thắng đấy. Tiểu Thanh Long cũng mặc kệ, lý niệm của hắn chính là nhục thân thắng ngươi, còn phải đả kích tinh thần của ngươi. Hai người kịch chiến, mặc dù thế hệ Hoàng Kim suốt việc chiêu nhiều lần nhưng Tiểu Thanh Long cũng không kém cỏi, gặp chiêu phá chiêu, nó vẫn bảo trì ưu thế, thế hệ Hoàng Kim chỉ có thể nhận thua. Ha ha ha, quá yếu, thật sự là quá yếu. Tiểu Thanh Long quạt tay có mạnh hơn hay không, đánh nhau cùng cấp, Long ra bảo đảm đánh cho hắn tè ra quần. Tất cả mọi người im lặng, người cũng không phải thắng lợi nghiền ép, cần đắc ý như vậy sao? Nếu thật liều mạng, hưu chết vào tay ai cũng không biết đâu. Mặc dù tiểu thanh Long phách lối nhưng lại vô cùng giảo hoạt. Đánh nhau cùng cấp, hắn nhấn mạnh điểm ấy, tuyệt đối không có bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Hắn là tôn giả nhất tinh, nếu xuất động tôn giả nhị tinh trở lên, thắng mà không võ chưa thấy qua kẻ nào hèn hạ như ngươi lời gì đều là hắn nói tiện nghi gì đều là hắn chiếm hừ đây là luận võ luận bàn đại cảnh giới giống nhau là được rồi nào có nhiều quy củ như vậy lại một tên thế hệ hoàng kim đứng dậy hắn là bích lạc đế tộc hàn vân không chơi nổi liền cút hắn trực tiếp xuất thủ bàn tay mở ra và hóa thành ma thủ ngập trời tôn giả tam tinh tiểu thanh long không dám đón đỡ nó vội vàng phát động phượng dực thiên tường bỏ chạy đối mặt đối thủ như vậy Tiểu Thanh Long ở phương diện quy tắc hay lực lượng đều rơi vào hạ phong, mà đối thủ càng là thế hệ hoàng kim, kinh nghiệm chiến đấu là phong phú cỡ nào. Tiểu Thanh Long bất đắc dĩ, đành phải rời khỏi chiến đoàn. Kém hai tiểu cảnh giới, nó thực sự tận lực. Hàn Vân kiêu ngạo, nơi này chính là địa bàn đế tộc, là nơi ngươi dám làm loạn hay sao? Tốt rồi, mọi người tiếp tục, hắn xoay người cười nói với mọi người. Mọi người đều cười ha ha, dường như không đặt việc Tiểu Thanh Long vào trong lòng. Trên núi Tiểu Thanh Long đáp xuống, nói với Lăng Hàn. Không được không được, Long ra phải trở về bế quan, nhất định phải tăng tu vi lên. Nếu cảnh giới giống nhau, tên vương bát đản kia nào có tư cách đắc ý trước mặt Long ra. Cũng không phải nó khoác lác, đánh nhau cùng cấp, thế hệ Hoàng Kim thật sự không phải đối thủ của nó. Lăng Hàn gật đầu, ta đòi mặt mũi cho ngươi. Đi thôi, Đại Hắc Cẩu nói, cẩu ra ủng hộ tinh thần cho ngươi, cướp nàng dâu trở về. Xong, ba gia hỏa Đại Hắc Cẩu đều giật dây. Lăng Hàn lắc đầu, đúng là bạn xấu. Hắn cười một tiếng, sau đó thả người nhảy vào trong cốc. chương 4995, đánh bay. Lại một gia hỏa tự rước lấy nhục. Dạng người này quá nhiều, không cần chú ý. Ồ, thấy Lăng Hàn đáp xuống. Mọi người cho rằng hắn sẽ bị phản chấn trở về, nhưng mà, lăng hàn xuyên qua không trở ngại. Ngoá, lại một kẻ trang bức, có người không cam lòng. Không, hắn khỏi phải trang bức, người bên cạnh nói, vì cái gì, bởi vì hắn là lăng hàn. Tin tức truyền ra, mọi người đều chờ mong, thật nhiều người tới đây không phải vì muốn nhìn thấy Lăng Hàn sao. Đó là thiên kiêu số một được công nhận, ngay cả thế hệ Hoàng Kim cũng chỉ có thể chố mắt nhìn theo. Vương giả thế hệ trẻ tuổi bị trời đố kỵ, bị vây ở giáo chủ, làm sao có thể không làm người ta thổn thức. Rất nhiều người vẫn không tin đây là sự thật, muốn tận mắt nhìn thấy rõ ràng chứ. Lăng Hàn vẫn là Lăng Hàn năm đó sao? Không nghĩ tới, hắn thực sự dám đến hắn không có can đảm như vậy sẽ thẹn với thanh danh vương giả. Tất cả mọi người đều chờ mong, bọn họ chờ thấy vương giả vẫn lạc hay vương giả trở về. Lăng Hàn, mặc dù ngươi sẽ vĩnh viễn rời khỏi sân khấu lịch sử nhưng không thể không nói, ngươi vẫn có can đảm. Một tên đế tử nói, như ma đế tộc như Chính Dương, thế hệ Bạch Ngân. Lúc nào thế hệ Bạch Ngân dám nói thế với hắn rồi? Lăng Hàn cười ra tiếng, tu vi của hắn chỉ tạm thời bị giam cầm ở cấp giáo chủ, cũng không phải cảnh giới giảm xuống, vì cái gì thế hệ bạch ngân cho rằng có thể cưỡi lên đầu của hắn đừng nói ngươi chỉ là giáo chủ cho dù bước vào tôn giả lăng hàn cũng có nắm chắc đánh ngã một nhóm lớn cút lăng hàn từ tốn nói không có vẻ tức giận chỉ có hở hứng thế hệ bạch ngân không có tư cách làm đối thủ của hắn ngại phiền cứ trực tiếp ấn chết không cần lãng phí thời gian ngươi như chính dương đưa tay chỉ lăng hàn gân xanh hẳn lên trên mặt hắn đường đường đế tử thế hệ bạch ngân thế mà bị người ta quát tháo như chó hoang người đã là phế nhân còn dám phách lối hắn hét lớn một tiếng sau đó xông lên giết lăng hàn phải biết từ khi lăng hàn đinh thụ dương dịch hoàn đánh ngã thế hệ hoàng kim đế tộc bắt đầu vũ trang cho đế tử lão thánh nhân trong tộc không tiếc tự tổn rút ra xương sườn cho hậu nhân luyện hóa chuyện tốt như vậy không chỉ có thế hệ hoàng kim hưởng thụ cho dù thế hệ bạch ngân cũng làm bởi vậy trong cơ thể của hắn có xương sườn thánh nhân mỗi ngày đều có thánh tính bị hấp thu lớn mạnh xương cốt từ đó gia tăng phòng ngự rất lớn. Đây chỉ là bước đầu tiên, thời gian càng dài, xương cốt sẽ tràn ngập thánh tính, huyết nhục của hắn cũng hấp thu những hạt này, từ đó gia tăng thực lực của hắn. Một kích mang theo thánh uy, thử hỏi ai có thể ngăn cản. Đối với những đế tử bọn họ mà nói, đám người lăng hàn, dương dịch hoàn xuất hiện đúng là chuyện tốt, làm cho tộc đánh bạc tất cả bồi dưỡng bọn họ. Cho nên, hiện tại hắn không có đặt lăng hàn vào mắt, một là mình mạnh, hai là bởi vì lăng hàn phế đi, tự nhiên xem nhẹ hắn. Oanh, một kích của hắn tạo thành phá hư rất lớn. Không sao, Lăng Hàn đã xuất hiện, tiếp chiến là được. Lăng Hàn lắc đầu, bảo ngươi cút không cút, thật sự muốn ăn đòn. Hắn hứng hờ, hắn xuất ra một trường. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, như chính dương cùng Lăng Hàn vung ra công kích đều mang theo 14 đạo quy tắc, ở phương diện quy tắc tương đương nhau. Ân, lần này xem ai mạnh hơn, khẳng định là Lăng Hàn. Đúng, hắn kiêm tu thể thuật, hơn nữa vô cùng cường đại, viễn siêu đế tử. Tất cả mọi người gật đầu, cho rằng số lượng quy tắc tương đương, nhất định là Lăng Hàn thắng được. Bành, hai người công kích va chạm nhau, quả nhiên, Lăng Hàn công kích thế như trẻ tre. Nhưng mà, mọi người đều chấn kinh, rất nhiều người đứng lên. Làm sao có thể, Lăng Hàn thật sự mạnh hơn, nhưng trong tình huống quy tắc tương đương nhau, ưu thế của hắn lớn cỡ nào. Một kích, công kích của Ngưu Chính Dương bị nghiền nát, thực lực chênh lệch quá lớn. Công kích đánh tới cực nhanh, Ngưu Chính Dương bay ra sau, hắn ngã lăn ra đất lăn trên mặt đất ra mấy trăm trượng mới đụng vào khối nham thạch và dừng lại trên người hắn vết thương trồng chất nếu không phải trong cơ thể có cắm thánh cốt hắn hiện tại đã chết nhưng lăng hàn cũng đoán được đế tử hiện tại đều có thánh cốt cho nên xuất thủ mới nặng như vậy hắn muốn từ từ chơi lúc này mọi người còn chơi gì nữa tất cả mọi người không hiểu làm sao có thể chứ trong tình huống quy tắc giống nhau cho dù lực lượng của lăng hàn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối cũng không thể nghiền ép như vậy Người xem, như chính dương công kích hoàn toàn nghiền ép, bao quát hắn đánh ra 15 đạo quy tắc. Tất cả mọi người đều là quy tắc lục tinh, số lượng cũng tương đương, làm sao có thể xuất hiện tình huống nghiêng về một bên. Một bên khác, như chính dương miễn cưỡng đứng lên, trên mặt hắn mang theo thần thái không dám tin. Cùng là giáo chủ cửu tinh, hắn không địch lại lăng hàn. Nhưng hắn là thế hệ bạch ngân, còn đánh sao, trong lòng của hắn bồn chồn đánh đi, hắn không hề có lực lượng, không đánh, lúc trước hắn nói quá vẹn toàn, hiện tại e sợ chiến chẳng khác gì tự tát vào mặt mình. Nghĩ nửa ngày, hắn vẫn đánh một trận, bởi vì hắn trong cơ thể cắm thánh cốt, bởi vì thánh tính, tự ý nghĩa nào đó cũng là thánh uy, cho nên hắn có hy vọng thủ thắng. Lăng Hàn, hắn hét lớn một tiếng, ngóc đầu trở lại, oanh, lại là 14 đạo quy tắc. Lăng Hàn cười một tiếng, hắn duỗi tay ra, đó là 10 đạo quy tắc. Nhưng mà, quy tắc của hắn đan vào nhau giống như dây thừng. Bành, một kích mà thôi, như Chính Dương bị đánh nổ lồng ngực, cắt ra một vết thương thật sâu, từ đó xương trắng lộ ra ngoài. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, thật không thể tin nổi. Mười đạo quy tắc lục tinh tiêu diệt mười bốn đạo, ngươi đang nói đùa gì vậy? Tất cả mọi người trợn mắt hốc ngồm, chỉ cảm thấy lăng hàn yêu nghiệt đều vượt qua chân lý võ đạo. Cho dù là mấy người đinh thụ, Thủy Nhất cũng không dám tin. Bọn họ không cách nào tiếp nhận sự thật này, tuyệt đối không thể phát sinh chuyện như thế, tất cả lại diễn ra trước mặt bọn họ. Trong lịch sử có nhiều ví dụ lấy yếu thắng mạnh, nhưng mà chưa từng nghe nói ở quy tắc cũng có thể lấy ít thắng nhiều. Thiên địa công bằng, chỉ cần cấp độ tương đương, người có số lượng quy tắc nhiều sẽ thắng, không hồi hộp chút nào. Vì cái gì, vì cái gì, như chính dương run lẩy bẩy, có thánh cốt bảo vệ, hắn tạm thời không lo lắng tính mạng, nhưng mà, đối mặt với thực lực khó tin của Lăng Hàn, hắn thực sự kinh sợ, cũng không sinh ra chút chiến ý nào. chương 4996 chỉ là giáo chủ. Lăng Hàn mỉm cười, thế nào, không đánh, như Chính Dương cắn răng nói, "Ta nhận thua, không thể không nhận thua, đối thủ này quá biến thái." "Thua." Tất cả mọi người thở dài, mặc dù Lăng Hàn Vĩnh Viễn bị vây khốn ở cấp giáo chủ, nhưng người này thật sự là yêu nghiệt, chiến lực cùng giai tuyệt đối là vô địch thiên hạ, thậm chí đại đế phục sinh đánh nhau cùng cấp cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Bởi vì chưa từng có nghe nói qua ai quá yêu nghiệt đến mức bị thiên địa phong ấn tu vi, không cách nào tiến thêm một bước. Đây cũng là đại hắc cầu cố ý lừa dối. Lăng Hàn cũng không phải quá yêu nghiệt mà bị thiên địa giam cầm, mà là hắn bổ sung đầy đủ năng lượng hủy diệt. Hừ, một tên thế hệ hoàng kim lại cười lạnh. Lăng Hàn, người đừng tưởng rằng chúng ta không biết, người đã luyện được một tia quy tắc thất tinh. Cái gì, nghe nói như thế, tất cả mọi người chấn kinh. Lăng Hàn đã tu ra một tia quy tắc thất tinh. Phải biết, quy tắc tranh lệch một cấp độ, đây là nghiền ép tuyệt đối. Cho nên, dù là Lăng Hàn chỉ tu ra một tia quy tắc thất tinh, nhưng hắn vẫn có thể nghiền áp khó trách quái như chính dương thảm bại như vậy tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ kỳ thật đạo lý rất đơn giản khó trách lăng hàn bị thiên địa ghen ghét thì ra hắn ở giáo chủ đã tu ra quy tắc thất tinh không giam cầm ngươi thì giam cầm ai bọn họ lại sai lầm lớn đặc biệt lớn lăng hàn tu ra một tia quy tắc thất tinh chính là bởi vì hắn có đủ đế nguyên sớm thấy được quy tắc cao cấp hơn lăng hàn nhìn về phía thế hệ hoàng kim kia cười nói ngươi có muốn đánh một trận thế hệ hoàng kim này là huyết diễm đế tộc y thái thư, tôn giả nhất tinh. Hắn cao ngạo nói, người cũng đã biết ta chính là tôn giả, thì tính sao, lăng hàn khắc không quan tâm, ha ha, tất cả mọi người cười to, thì tính sao, tôn giả nghiền ép giáo chủ, đây là chân lý võ đạo. Người lại yêu nghiệt, tu ra một tia quy tắc thất tinh thì như thế nào, người ta đã tu ra quy tắc thất tinh chân chính, hơn nữa không chỉ một đạo. Cho nên, tranh lệch to lớn khó hình dung, đối kháng chính diện, Lăng Hàn khẳng định sẽ bị miểu sát. Ngươi có thể mạnh miệng, chẳng qua ngươi nắm giữ chân hoàng thân pháp mà thôi. Kỳ thái thư từ tốn nói, nếu ngươi chính diện tiếp ta một kích, ha ha, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Hàn cười nói, nếu như ta không chết đâu, không chết, kỳ thái thư quả quyết lắc đầu, nói, chuyện không thể nào, hắn cũng không phải tôn giả bình thường, mà là thế hệ hoàng kim, chiến lực có thể sánh ngang tôn giả thất tinh, bát tinh bình thường, người nói đó là nghiền ép cỡ nào. Đến, đánh cược như thế nào? Lăng Hàn lộ ra nụ cười, "Theo ngươi, Kỳ Thái thư không có vội vã xuất thủ, Lăng Hàn khi đó áp chế thế hệ hoàng kim đến lợi hại, gần như đánh thế hệ hoàng kim đánh thành rác rưởi, cho nên hắn cũng không muốn xấu mặt. Ngươi muốn đánh đánh bạc, ngươi nghĩ làm lớn chuyện, được, theo ngươi. Ta đón ngươi một kích, ngươi cho ta một phần tiên khí bát tinh." Lăng Hàn nói, "Vậy ngươi muốn không tiếp nổi đâu thì sao?" Kỳ Thái thư điềm nhiên nói. Lăng Hàn cười một tiếng, "Ta đã chết, ta chết." Mọi thứ là của ngươi. Được, Kỳ Thái thư gật đầu, chờ một chút, Lăng Hàn khoát tay áo, ta vẫn chưa nói xong đấy, ta thắng, ngươi chỉ thua một đạo tiên khí, ta thua, cả mạng cũng mất, không công bằng. Ngươi muốn như thế nào? Kỳ Thái thư nhẫn nại hỏi, mỗi khi ta tiếp ngươi một chiêu, ngươi liền thua ta một phần tiên khí bát tinh. Lăng Hàn cười nói, cơ hội hại người như thế, hắn sẽ bỏ qua. Ha ha, ngươi nghĩ tiên khí muốn điên rồi sao? Ngươi có mạng cầm sao? Có thể y thái thư đáp ứng không quan trọng tính một kích giết không chết lăng hàn thế thì hai kích lăng hàn khẳng định chết rồi một người chết cho hắn tiên khí thì như thế nào có thể khai chiến chậm nhưng vào lúc này lại có người mở miệng đế tử minh đó là thế hệ hoàng kim mạnh nhất năm đó đặt song song với đế tử hiên đế tử thiên hiện tại lâm hiên chết biến thành hắn và đế tử thiên độc lĩnh phong tao đã là tôn giả thất tinh cho nên hắn mới mở miệng như thế cho dù là y thái thư cũng phải nể tình cũng nhìn sang hắn. Thêm chút tặng thưởng đi, đế tử Minh mở miệng, đông lâm đế tộc không phải muốn chọn con rể sao. Bắt đầu từ trận chiến này, người thắng có cơ hội trở thành rể hiền của đông lâm đế tộc. Hắn cũng không dám bước một đế tộc, cho nên, dù thắng được, cũng chỉ có cơ hội mà thôi, nhưng thế đã đủ rồi, có thể cho lang hàn áp lực cực lớn và nhục nhã. Người như thua sẽ mất đi người trong lòng, có thể, một lão tôn giả của đông lâm đế tộc gật đầu đáp ứng. Ta không đồng ý, Chị mộng san lập tức kêu to, ta chỉ có một tỷ phu, đó chính là Lăng Hàn. Nàng vừa lên tiếng đã bị chân áp, Chị mộng hàm ngồi ngay ngắn, hoàn toàn không có chút biểu lộ nào. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi, đế tử Minh nói, Đinh Thụ, Thủy Nhất đều chú ý, bọn họ hiểu rất rõ Lăng Hàn, biết rõ ra hỏa này nếu xuất hiện khẳng định có giữ lại chuẩn bị ở sau. Đó là cái gì, khẩu thủ gì có thể giúp hắn đền bù tranh lệch một đại cảnh giới? Lăng Hàn, người có gì ngôn gì hay không? Kỳ Thái Thư nói, oanh, khí thức tôn giả cấp phóng ra hoàn toàn, hóa thành thực chất như sóng biển, một đợt tiếp một đợt. Lăng Hàn cười một tiếng, nhấc nhấc tay, lên, oanh, một đầu địa long sinh ra. Lần này, tất cả mọi người hiểu ra, Lăng là trận sư, hơn nữa là cấp bậc tông sư. Nhưng có thể thực hiện hay sao? Không biết mùi vị, Kỳ Thái Thư tiến lên, địa long vỡ nát, Lăng Hàn lại giơ tay lên, lại một đạo địa long lao tới. Banh, nhưng mà, y thái thư chỉ đánh ra một kích mà thôi địa long vỡ nát lần nữa hai phần tiên khí cảm ơn hân hạnh chiếu cố lăng hàn cười nói y thái thư không quan tâm cho dù một vạn phần thì thế nào trung quy cũng sẽ biến thành một cỗ thi thể oanh 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 từng địa long xuất hiện nhưng đều bị y thái thư đánh nát lúc này y thái thư cách lăng hàn mười trượng mà thôi chết hắn xuất thủ oanh bàn tay khổng lồ trống rỗng xuất hiện cũng đánh lăng hàn ba đạo quy tắc thất tinh lưu động cực hạn của hắn là tám đạo, nhưng trấn áp một giáo chủ cấp, ba đạo còn chưa đủ sao. Lăng Hàn cười một tiếng, lên, 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 oanh, lần này, có tám người địa long xuất hiện. Linh hồn lực của hắn cường đại cỡ nào, đến mức thiên địa thường không thể thường, có thể nói ở cảnh giới này hắn là mạnh nhất. Cho nên, hắn một hơi gọi ra tám người đầu địa long, mỗi một đầu đều có thực lực giáo chủ cửu tinh đỉnh phong. Mẹ nó, y thái thư giật mình, sao nhiều địa long như thế? Cho dù 10 đầu, 20 đầu thậm chí 30 đầu, hắn có thể dễ dàng đánh tan 80 đầu. Thực sự hơi nhiều, hắn không phải đánh không lại, mà là cần tiêu phí một chút tay chân. Chỉ là giáo chủ, có khó giết như vậy sao? Chương 4997, khó giải. Thực sự khó giết, Kỳ Thái thư toàn lực xuất thủ, hắn đánh ra 10 đạo công kích, lúc này mới tiêu diệt 80 đầu Địa Long, nhưng Lăng Hàn lại vung tay lên, lại có 80 đầu Địa Long xuất hiện. Còn chơi như thế nào? Kỳ Thái thư xuất thủ lần nữa địa long giảm bớt, hắn vừa diệt xong, lang hàn lại vung tay, địa long lại sinh ra, không nên quá nhẹ nhõm. Lực lượng cấp tôn giả sôi trào, cũng tạo thành phá hư to lớn cho tuyên vô tinh, dù có đám người đế tử minh toàn lực bảo trì, sơn cốc cũng bị san bằng thành bình địa. Phải biết, tôn giả chiến đấu có thể hủy diệt tinh cầu, trừ phi nơi này sớm có bố trí, tinh cầu làm sao chịu nổi dày vò như vậy. 70 phần tiên khí, 80 phần tiên khí, lang hàn đang đếm, dáng vẻ chọc người ta thổ huyết, Khốn kiếp, Kỳ Thái thư im lặng, nói đến chiến lực chân thực, hắn đường đường tôn giả, muốn giết một giáo chủ còn không đơn giản. Hết lần này tới lần khác, Lăng Hàn lại là trận đạo tông sư, linh hồn lực càng cường đại đến kinh người, một hơi có thể gọi ra 80 đầu điện long, hắn cần hao phí chút tay chân mới tiêu diệt được. Tiếp tục như thế, hắn sẽ giết tới khi nào? Hắn không thể không cân nhắc một vấn đề, vạn nhất hắn không giết được Lăng Hàn thì sao? T, vậy hắn phải bỏ ra bao nhiêu phần tiên khí? hơn nữa còn là tiên khí bát tinh, từ số lượng mà nhìn cũng đủ làm cho huyết diễm đế tộc phá sản. Nghĩ đến đây, công kích của hắn càng nhanh, đánh tan địa long càng nhiều, hắn muốn cho Lăng Hàn một kích chí mạng, nhưng mà, thế công của hắn càng nhanh, tiên khí của Lăng Hàn càng nhiều. 100 phần, 150 phần cảm ơn, cảm ơn. Lăng Hàn rất thành khẩn, thực sự là thành khẩn, ai tặng ngươi hơn 100 phần tiên khí bát tinh, ngươi sẽ không thành khẩn cảm kích đối phương. Không có, y thái thư giống to, hiện tại hắn cần làm chính là đánh thắng niệm lực của Lăng Hàn, nhưng nhìn Lăng Hàn thành thạo địa long dễ dàng như thế, vô cùng có thể là lực lượng của hắn sẽ hao hết trước. Trận sư, trên đời này số lượng ít đến thương cảm, nhưng một khi tu thành tông sư thậm chí thánh sư, tất cả đều có chiến lược khủng bố, một người chính là một chi quân đội. Ngừng ngừng ngừng, Lăng Hàn kêu lên, thắng bại chưa phân, vì cái gì kêu dừng, kỳ thái thư quát, trên mặt không còn bình tĩnh được nữa, chỉ có tức hồn hền. Lăng Hàn hỏi lại, Ngươi có thể lấy ra bao nhiêu phần tiên khí bát tinh, trong nội tâm ngươi không rõ sao. Cái này, kỳ thái thư cảm thấy bị người ta đâm một đau, đau quá. Nếu như là chiến đấu bình thường, không quan trọng, cứ đánh cho tới khi phân sinh tử. Nhưng mà, hiện tại bọn họ còn có đổ ước, lang hàn cản hắn một chiêu hắn sẽ cho một phần tiên khí bát tinh. Hiện tại tính toán sổ sách thì sắc mặt hắn tái nhợt. Ngươi không còn dám chiến sao, kỳ thái thư quát, lang hàn khoát khoát tay. Muốn chiến có thể, phiền phức thanh toán sổ sách trước cửa hàng nhỏ thiếu nợ không nổi tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt cổ quái người mở tiệm sao ta không có nhiều tiên khí như vậy y thái thư lớn tiếng nói đừng nói hắn không có cho dù toàn bộ huyết diễm đế tộc cũng không có thậm chí tất cả đế tộc gộp lại cũng không có hơn một trăm phần tiên khí bát tinh đấy cũng không phải hơn một trăm phần tiên khí lang hàn thở dài nghèo không nên đánh bạc làm gì mạo xưng trang hảo hán ngươi Y thái thư phun máu tươi, hắn tức giận thổ huyết. Tỷ phu quá tuyệt, chỉ mộng san kích thích kêu lên, nàng đang khoa tay múa chân. Đến, nàng lập tức bị chân áp, chỉ mộng hàm tươi cười, đây chính là nam nhân nàng nhìn chúng. Lăng hàn, người dựa dẫm trận đả thì tính là năng lực gì? Có thế hệ hoàng kim kêu lên, không có người ứng hòa, thời điểm đối địch, chỉ cần có thể thắng, thủ đoạn gì không thể dùng. Trận đạo là mất mặt sao? Đương nhiên không, cho nên, đây là hắn cưỡng từ đoạt lý cũng tô son chát phấn lên mặt thế hệ hoàng kim mà thôi ta đến chiến ngươi một tên tôn giả nhảy ra ngoài hắn không phải thế hệ hoàng kim thậm chí không phải đế tử hắn chính là đạo tử mới đột phá không lâu đương nhiên tuổi của hắn cũng đã lớn đã vượt qua một vạn tuổi nhưng đặt ở tôn giả thì hắn rất trẻ tuổi lang hàn lắc đầu thế nào không dám sao tên tôn giả này nói hắn tên là mã bang dạ hơn nữa chỉ là tôn giả nhất tinh a à, mặc dù cùng là tôn giả nhất tinh, nhưng thế hệ hoàng kim mạnh hơn đạo tử bao nhiêu. Ngay cả y thái thư cũng không thể giải quyết lăng hàn, mã bang giả dựa vào cái gì đánh một trận. Ta chỉ là tôn giả nhất tinh bình thường, như thế nào, người liền dám đánh với ta một trận hay không? Hắn nói, việc này rõ ràng là rèm pha chính mình, là tôn giả lại làm như thế, hiển nhiên mã bang giả đang nịnh bợ đế tộc. Lăng hàn cười, đều nói cửa hàng nhỏ, thiếu nợ không nổi, cho nên, mời thanh toán tiền nợ đi. Khốn kiếp, làm sao có thể nói như thế? Hơn 100 phần tiên khí bát tinh đấy. Lăng Hàn bày ra dáng vẻ không trả nợ không đánh, các đế tử đều bất đắc dĩ. Bọn họ đã thả lời khắp thiên hạ, chỉ cần Lăng Hàn dám đến, khẳng định sẽ cho Lăng Hàn đánh một trận công bằng. Có thể nuốt lời hay không? Nếu thật nuốt lời, đế tộc sẽ mất hết thể diện, thậm chí sẽ bị thiên địa khí vận vứt bỏ, không có một tên đế tử nào có thể thành đế. Bọn họ tuyệt đối không cho phép, hiện tại bọn họ lại bị quy tắc ràng buộc, đế tử vừa thương lượng, quyết định tập thể xuất tiền giao tiên khí cho Lăng Hàn. Bọn họ ra lệnh một tiếng, rất nhiều đế tộc đều vận chuyển. Thế hệ Hoàng Kim đều đã bước vào tôn giả, phân lượng trong gia tộc càng ngày càng nặng, hoàn toàn có thể để làm gia tộc vận chuyển. Chỉ ba ngày mà thôi, đại lượng tiên khí được trở tới. Tiên khí bát tinh chỉ có 72 phần, còn lại dùng tiên khí khác bổ sung. Đế tử Minh nói, không sao, hiện tại cứ nhìn Lăng Hàn đắc ý, ngược lại quay đầu làm thịt hắn, đồng dạng có thể thu hồi tiên khí. chỉ cần không dính bẫy của gia hỏa này, không cần đánh cược với hắn. được, lăng hàn cười nói, hết sức hài lòng. hắn cũng không nghĩ tới đào hố cho y thái thư lại thu hoạch lớn như vậy. không tệ, không tệ, thu lấy đại lượng tiên khí, lăng hàn ho khan và nói với mã bang giả. hiện tại người đánh cược với ta chứ? sắc mặt mọi người cổ quái, lăng hàn lừa gạt tiên khí thành nhiệt, còn đánh bạc. mã bang giả cười nói tốt, ngươi có tiên khí sao? Lang Hàn cười nói, Mã Bang giả lắc đầu, chúng ta không cá cược tiên khí mà là đánh cược mệnh. Cược mệnh, ngươi thắng, mạng của ta là của ngươi, ngươi thua, mạng của ngươi là của ta. Mã Bang giả nói, tất cả mọi người biết rõ, Mã Bang giả nhất định vỗ mông ngựa đế tộc, nhưng vấn đề là, ngươi cũng chỉ là tôn giả nhất tinh, dựa vào cái gì giải quyết chuyện mà Y Thái thư không giải quyết được? Lang Hàn cười cười, ngươi là một tôn giả, đánh cược mệnh với giáo chủ. Công bằng sao, căn bản chính là nói đùa, tôn giả có thể nghiền ép giáo chủ, lăng hàn bất đồng, hắn là trận đạo tông sư, 80 đầu địa long cùng xuất hiện, thế hệ hoàng kim y thái thư cũng phải bất đắc dĩ. chương 4998, vô sỉ, mặc dù ta là tôn giả, nhưng chỉ là nhất tinh bình thường, mà ngươi lại là trận đạo tông sư, hơn nữa, cũng là giáo chủ mạnh nhất trong lịch sử. Mã bang giả tận lực thổi phồng lăng hàn, làm gì, đánh thắng ta, người có thể sáng tạo lịch sử. Giáo chủ thắng tôn giả, vạn cổ chưa từng có. Lăng Hàn lắc đầu, cười nói: "Nếu ngươi muốn chết như thế, ta tác thành cho ngươi." Đúng là hung hăng, Mã Bang Giả vươn người đứng dậy, hắn bay lên không trung. "Đúng, mọi người nhất thời hiểu ra, vì cái gì Mã Bang Giả lại tràn ngập tự tin như thế." Giao thủ trên không trung, khai chiến trong tinh không, Lăng Hàn làm sao rút địa khí? Cho dù có thể, địa long sẽ yếu tới mức nào? Tôn giả chiến giáo chủ còn vô lại như vậy, cho nên các đế tử đều không có ra tay, mà là xuất động mã bang giả. Vô xỉ cũng nên do mã bang giả cóng. Đế tử cần một người vô xỉ mà mã bang giả lại nghĩ dựa vào đế tộc, hai bên ăn nhịp với nhau. Không tốt, lang hàn sắp xong đời. Lang hàn cười một tiếng, hắn bay lên không trung đứng ngang với mã bang giả. Đám người chung quanh dồn dập bay lên không trung, muốn khoảng cách gần xem cuộc chiến, cũng không dám tới gần, dù sao cũng là tôn giả đọ sức, tu vi hơi thấp sẽ bị dư âm lấy mạng. Thời điểm ta nổi danh không biết ngươi đang ở nơi nào." Mã Ban Dạ nói ra, trên mặt hắn mang theo xem thường, càng có một loại ghen ghét không cách nào hình dung. Nhìn Lăng Hàn một chút, khả năng chưa tới 200 tuổi, tu vi thì sao? Giáo chủ Cửu Tinh, cách hắn chỉ một tia, thậm chí có thể nói, nếu không phải bị thiên địa ghen ghét, Lăng Hàn hiện tại đã giống như đám người đinh thụ, thủy nhất, đã sớm vượt qua tôn giả, đạt đến nhị tinh, tam tinh, ngược lại sẽ vượt qua hắn. Hắn phấn đấu hơn vạn năm mới thành tựu như vậy, Lăng Hàn chẳng qua chỉ dùng 200 năm đã đạt thành. Người cũng không phải đế tử, mã bang dạ ghen ghét, hắn oán hận nhìn đối thủ trẻ hơn mình. Lăng Hàn chỉ cười nhạt một tiếng, thời điểm ở nguyên thế giới, hắn cũng quật khởi mạnh mẽ, không biết làm bao nhiêu lão quái vật kinh ngạc ngây người. Hắn cũng nhìn thấy nhiều ánh mắt như vậy, tới đi, hắn không có hứng thú nói nhảm với người này, hắn ngoắc ngón tay với mã bang dạ. Chết, mã bang giả hét lớn một tiếng, hắn xuất quyền như hóa thành ngọn núi nào đen, có ba đạo quy tắc thất tinh quấn quanh. Công kích như vậy uy lực kém xa y thái thư, nhưng mấu chốt là, mã bang giả dạ đủ vô sỉ, hắn bay tới gần biên giới tinh không, ở đây, lăng hàn có thể vận dụng địa khí sao? Lăng hàn thử một chút, phát hiện hắn khống chế địa khí yếu hơn nhiều, vẻn vẹn chỉ có thể triệu hồi ra ba địa long, hơn nữa bay từ dưới đất lên cần thời gian, căn bản không có khả năng kịp ngăn cản đòn đánh này. Tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng, ai cũng lắc đầu. Quả nhiên, một chiêu này ăn chắc lăng hàn. Không cách nào, hiện tại là giáo chủ đấu tôn giả chân chính, mà nói đến chiến lược bản thân, Lăng Hàn có thể so sánh với tôn giả. Lăng Hàn lúc này sắp xong đời, hết cách rồi, ai bảo hắn không thấy tốt thì lấy. Đế tộc đã buông lời, sẽ không chủ động ra tay với hắn trên yến hội, hắn nhất định đáp ứng khiêu chiến, không trách được ai. Ai, thiên kiêu số một sẽ vẫn lạc như vậy, tất cả mọi người là dồn dập cảm khái. Lăng Hàn trước đó không có danh hiệu thiên kiêu số một, hắn sánh vai với đám người dương dịch hoàn, đinh thụ, ai mạnh hơn ai còn chưa biết. Nhưng bây giờ hắn bị trời đố kỵ, hắn bị khóa ở giáo chủ, mới trở thành đệ nhất được công nhận. Nhưng bây giờ, thần thoại sắp rơi dụng, oanh, mã bang giả dạ xuất quyền nghiền ép, làm sao bây giờ, tất cả mọi người suy nghĩ kỹ càng, trì mộng hàm cũng khẩn trương, tỷ, tỷ phu nhất định không có chuyện gì, ngược lại là trì mộng san rất có lòng tin vào lăng hàn, không biết xảy ra chuyện gì, nàng đã nhận định không có cái gì làm khó được lăng hàn. Chỉ Mộng Hàm không nói gì, chỉ gật đầu. Những người này chỉ có đại hắc cẩu, Tiểu Thanh Long, sắc tư là tính trước. Lang Hàn biến thái bao nhiêu? Tiểu Thanh Long đánh không lại, hắn còn là giáo chủ thập nhị tinh đấy. Các người cũng tới trải nghiệm khiếp sợ của bọn họ đi. Lang Hàn mỉm cười, hắn xuất ra một quyền, ngươi đang đùa sao? A, à, biết rõ đánh không lại cho nên cam chịu, nhất định là thế, bằng không làm sao dễ dụ như vậy. Hưu, Lang Hàn đánh ra một kích có 30 đạo quy tắc quấn quanh đương nhiên là quy tắc lục tinh, một kích kia đánh vào quyền kình, cũng không tiến vào. Nhưng mà thế công của cửa quyền không bị ngăn cản, cũng đánh lên người lăng hàn. Xong đời, ai, tất cả mọi người lắc đầu, mặc dù nằm trong dự kiến của mọi người, nhưng tận mắt nhìn thấy truyền kỳ vẫn là cũng làm bọn họ cảm thấy không có tư vị. Chỉ mộng hàm đứng lên, sắc mặt như cho tàn, oanh, cự quyền kia chia năm xẻ bảy cái gì, mọi người rung động, bởi vì cự quyền kia biến mất, lăng hàn vẫn đứng cao ngạo trong tinh không không có chút tổn thương nào. Làm sao có thể, tất cả mọi người cảm thấy ra đầu tê dại, có ít người run rẩy. Tôn giả đánh giáo chủ một quyền, giáo chủ miễn cưỡng ngăn cản, cũng không có thương thế nào. Trời, 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 tỷ phu khá lắm, chỉ mộng san lập tức hoan hô lên, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Chỉ mộng hàm thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi ngồi xuống, nàng phát hiện lưng ướt đẫm. Đế tử ngây người, cho dù là đám người đinh thụ cũng không thể tin được tu vi càng cao, bình chứng cảnh giới càng khó chạm tới. Giáo chủ muốn vượt cấp đối địch, độ khó còn cao hơn chú đỉnh đấu sinh đan cả trăm cả ngàn lần. Có thể nói, trong lịch sử chưa từng có giáo chủ nào địch nổi tôn giả. Không có, tuyệt đối không có, nhưng bây giờ, Lăng Hàn lại sửa chữa lịch sử. Lăng Hàn đã mạnh đến tình trạng như vậy, hắn tu luyện thế nào? Nếu không bị thiên địa trói buộc, người sẽ biến thái đến mức nào? Mã bang giả không tiếp nhận được, hắn hoảng sợ nói ngươi làm sao có thể ngăn cản một đòn của ta đòn đánh này ngưng tụ quy tắc thất tinh một đạo đủ nghiền ép bất cứ quy tắc lục tinh nào làm sao có thể bị đỡ được lăng hàn cười một tiếng đây là thực lực thực lực em gái ngươi trên đời này nhiều giáo chủ như vậy tại sao không ai địch nổi một đòn của tôn giả ta không tin mã bang giả tức nổ phổi mặc dù hắn đã lưu danh vạn cổ nhưng đây là châm chọc tuyệt đối không muốn biến mình thành làm nền chết hắn phát động công kích lần nữa một trưởng mang theo hàn quang lạnh lẽo tấn công lăng hàn. Lăng hàn cười một tiếng, hắn xuất ra một chỉ, banh, hàn quang bị đánh nát, chương 4999, chặn đánh. Đòn đánh này bị mọi người nhìn thấy rất rõ ràng, lăng hàn không sử dụng bất cứ mánh khóe gì, hắn rất dứt khoát, lưu loát đến mức hóa giải một đòn. Nhưng cũng bởi vì như thế, mọi người càng khiếp sợ, hô to không thể tưởng tượng nổi. Đòn đánh của mã bang giả có ba đạo quy tắc thất tinh, lấy quy tắc thất tinh làm phong mang, không gì không phá. Làm sao có thể bị quy tắc lục tinh hóa giải? Các ngươi, các ngươi thấy rõ không, Lăng Hàn vận dụng bao nhiêu đạo quy tắc lục tinh. Đột nhiên có người run giọng, hắn phát hiện, không chỉ giáo chủ hóa giải tôn giả công kích đơn giản như vậy. Đúng, số lượng nhiều đến kinh khủng, 30 đạo, phốc, mọi người rung động lần nữa. Giáo chủ xuất ra một đòn có 20 đạo quy tắc lục tinh đã là hạn mức cao nhất, Lăng Hàn thì sao? 30 đạo, mẹ nó, quá kinh khủng, khó trách hắn phải bị thiên địa trói buộc bằng không, gia hỏa này đã nghịch thiên rồi. Thế nhưng mà, cho dù có 30 đạo quy tắc lục tinh cũng không thể địch nổi quy tắc thất tinh. Có người nói, việc này được các tôn giả tán đồng, bởi vì giáo chủ quả thực không có khả năng một đòn đánh ra 30 đạo quy tắc lục tinh, lang hàn không tính nhưng tôn giả có thể, cũng không phải chưa có người thí nghiệm qua. Quy tắc lục tinh muốn ngăn cản quy tắc thất tinh, gần số lượng gấp trăm lần. Một trăm đạo quy tắc lục tinh mới có thể ngăn một đạo quy tắc thất tinh. Đúng, muốn ngăn ba đạo quy tắc thất tinh, cần nhiều đến 300 đạo quy tắc lục tinh. Làm sao có thể dùng 30 đạo để giải quyết? Nghĩ đến điểm này, mọi người khó hiểu nhưng đều khiếp sợ không nói thành lời. Mã bang giả cắn răng, hắn sẽ trở thành tôn giả đầu tiên bị giáo chủ đánh bại trong lịch sử hay sao? Khi đó hắn sẽ lưu lại tiếng xấu muôn đời. Người nhất định đã vận dụng bí pháp nào đó, tuyệt đối không có khả năng một mực duy trì trạng thái như vậy. Hắn hét lớn một tiếng, sau đó điên cuồng oanh kích lăng hàn lăng hàn tùy ý đánh ra quy tắc đan sen vào nhau đừng nói một đòn của mã bang giả chỉ có thể đánh ra đạo quy tắc thất tinh cường đại như tiểu thanh long cũng không phải bị lăng hàn cản lại lăng hàn đang tìm ra nguyên nhân giúp mình đánh lại tôn giả đương nhiên quy tắc lục tinh sử dụng vận luật nào đó quấn quanh vào nhau nhưng vấn đề là vì cái gì sinh ra biến chất như thế cần tìm ra trong chiến đấu oanh 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 mã bang giả bộc phát nhưng cho dù đánh thế nào cũng bị lăng hàn đỡ được hơn nữa còn dư lực sao lại có thể như thế ngươi là một giáo chủ đánh tôn giả còn có dư lực cái này thiên hạ đệ nhất yêu nghiệt danh xứng với thực ai muốn nói với ta không phải ta sẽ cắt đầu của hắn đáng tiếc thiên tài như thế lại bị kẹt chết ở cảnh giới giáo chủ bằng không mà nói hắn có khả năng thành tựu đại đế vô địch thiên hạ nghe mọi người thảo luận sắc mặt đế tử và đám người đinh thụ đều khó coi thành tựu đại đế dựa vào không chỉ có thiên phú còn cần đại thế Đại thế sở quy, nước chảy thành sông, lòng người sở hướng chính là một loại đại thế. Khi tất cả người cho rằng ngươi làm được, tự nhiên sẽ sinh ra nguyện lực gia trì lên thân thể. Chẳng hạn như, thánh nhân cần tín ngưỡng lực, không chỉ nhen nhóm thánh hỏa, còn có thể tăng cao chiến lực. Đây cũng là lòng người, cũng là một loại đại thế. Vì cái gì từng cái thế lực lớn đều ưa thích khuếch trương lãnh thổ, chẳng phải vì muốn lòng người sở hướng hay sao? Thậm chí Lăng Hàn không cần đi khuếch trương lãnh thổ gì đó, hắn cũng dễ dàng làm được hiện tại tinh không có bao nhiêu người bội phục hắn. Hắn là phế nhân mà, đế tử cắn răng, trước đó bọn họ xem thường Lăng Hàn đủ kiểu, chính là bởi vì Lăng Hàn không có chiếm cứ lãnh thổ, không thể thu được tín ngưỡng, cho nên bất kể Lăng Hàn yêu nghiệt làm sao, đều là dễ cỏ, không thể so sánh với bọn họ. Nhưng bây giờ, Lăng Hàn chinh phục lòng người cũng không chỉ là một thành một chấn, mà là toàn bộ thiên hạ. Đây mới thực là phong thái đại đế, nhìn khắp lịch sử, có vị đại đế nào lúc tuổi còn trẻ mà không phải vang danh thiên hạ, được thiên hạ cùng kính trọng, thành công hoàn thành bước cuối cùng. Nếu như những đế tử này biết trong cơ thể Lăng Hàn còn có một nguyên thế giới, con dân vô số, tín ngưỡng lực vô cùng vô tận, không biết bọn họ sẽ biểu lộ như thế nào. Còn có cảm giác yêu Việt hay không? Không nói bọn họ, mã bang giả sắp nổi điên, làm sao Lăng Hàn lại mạnh như thế? Mỗi khi đánh nhiều hơn một chiêu, hắn có cảm giác trên mặt bị nhiều người tát một cái vô cùng đau đớn. Đường đường tôn giả, thế mà không làm gì được một giáo chủ. Làm sao chịu nổi, quả thực là vô cùng nhục nhã, vì cái gì bí thuật của Lam Hàn còn vận chuyển, làm sao không có dừng lại? Có thể lại có giáo chủ cường đại như vậy, môn bí thuật này phải tiêu hao vô cùng to lớn mới đúng, vì cái gì có thể kiên trì thời gian dài như thế. Lam Hàn bật cười, không nên sống trong thế giới của mình, làm một con ếch ngồi đáy giếng. Nghe nói như thế, tất cả mọi người lắc đầu, người biến thái như ngươi, từ xưa tới nay có người nào không? ta nhất định sẽ giết ngươi mã bang giả đã mất bình tĩnh hai mắt của hắn đã đỏ bừng hừ ta không thù không oán với ngươi ngươi vì nịnh nọt đế tộc nên kịch chiến với ta muốn đẩy ta vào chỗ chết lang hàn cũng thu hồi nụ cười giọng nói biến thành lạnh lẽo con người của ta từ trước đến nay ân oán rõ ràng người khác không chọc đến ta cho dù yếu hơn nữa ta cũng không ra tay nhưng ai muốn lấn ta cho dù mạnh hơn nữa ta cũng vùng nắm đấm oanh hắn hét lớn một tiếng hắn không bị động phòng ngự, mà là lần đầu chủ động xuất kích. Một quyền đánh ra 35 đạo quy tắc, má ơi, mọi người hóa đá lần nữa, 35 đạo, khốn kiếp, bọn họ thấy cái gì, đừng xem chỉ nhiều hơn 5 đạo quy tắc, nhưng 35 đạo quy tắc dùng vận luật xen lẫn vào trong đó, lại bộc phát ra uy năng kinh khủng. Oanh, một đòn này mang theo uy năng kinh thiên động địa, mã bang giả không dám lùi bước, hắn cắn răng ngăn cản một quyền của lăng hàn. Bành, nắm đấm của hai người bộc phát ánh sáng, quy tắc cũng là lực lượng. Nhưng khi va chạm, công kích của mã bang dạ lập tức tan giá, lăng hàn vung nắm đấm thế như trẻ tre, giết tới trước mặt mã bang dạ. Cái gì, mã bang dạ há to miệng, hắn khiếp sợ không nói ra lời. Thì ra lăng hàn thực sự thành thạo điêu luyện, hắn còn dư lực. Xong đời, ý nghĩ này vừa xuất hiện, nắm đấm của lăng hàn đã đánh tới, đánh vào mặt của mã bang dạ. Bang, đầu của mã bang dạ bị đánh nát, thức hải vỡ vụn, thần tiên không cứu nổi. Trong tinh không, Lăng Hàn thua quyền đứng ngạo nghễ, mặc dù bốn phía máu tươi như mưa nhưng hắn không dính chút nào. Giáo chủ giết tôn giả, tất cả mọi người đều ngước nhìn lên, hành động vĩ đại như vậy có thể vĩnh viễn ghi vào sử sách, thậm chí thành tựu không thua gì đại đế. Dù sao, đại đế mỗi cái thời kỳ đều xuất hiện một người, giáo chủ giết tôn giả. Từ xưa đến nay, lần thứ nhất,